Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Hàn Quốc của tác giả Dương Hành Triệt Do, Thúy Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 3. Thiếu nữ trên tàu điện ngầm. Tuyến tàu điện ngầm số 9 ở Seoul, Hàn Quốc được khởi công xây dựng từ năm 2001. Ngày đầu tiên đi vào hoạt động, hành khách vốn dĩ ngày thường rất quy củ trật tự bỗng trở nên nhốn nháo chen lấn dẫm đạp lên nhau, gây ra hậu quả rất thương tâm, bốn người chết, 16 người bị thương nặng. Theo lời kể của nhiều hành khách có mặt khi sự cố xảy ra, bên trong cửa sổ tàu điện ngầm chợt xuất hiện một thiếu nữ tay cầm tờ giấy vàng áp lên mặt. Khi bỏ tờ giấy xuống, mắt mũi miệng đã biến đâu mất cả, chỉ còn một khuôn mặt nhẵn thín Cô ta còn vẫy tác với hành khách. Nghe nói lúc thi công đường tàu điện ngầm, người ta đã khai quật được rất nhiều hài cốt để tránh gây hoang mang dư luận, đơn vị thi công đã tìm đủ mọi cách bưng bít thông tin. Người ta đồn rằng, oán khí của linh hồn vào lúc không giờ sẽ biến thành thiếu nữ, di tìm người phạm ngũ tội trong ngày để tiêu bớt oán khí của mình. Có hành khách đi trên tuyến tàu số 9 nhặt được một chiếc điện thoại di động, khi mở ra, thấy bức ảnh cuối cùng được chụp vào dạng sáng ngày xảy ra sự cố, cửa tàu điện ngầm vừa mở, có một thiếu nữ tóc xoa kín mặt tay cầm lục lạc đứng phất phơ trên sân ga. Ga tàu điện ngầm, Seoul, Hàn Quốc. Kim Hayeon He -ha đứng một mình trên sân ga đợi tàu, chốc chốc lại lấy điện thoại ra xem giờ. Lúc này đã là 23 giờ 10 phút, cô nhẩm tính, từ đây đến đó phải mất nửa tiếng đồng hồ, chắc khách hàng không đến nỗi phật ý. Tuy nói là cường quốc kinh tế châu Á, nhưng không phải người Hàn Quốc nào cũng có thu nhập sung túc. Kim yeon he xuất thân từ làng trài ở Gyeongsangbuk phía đông Hàn Quốc, đến Seoul làm việc, ban ngày làm nhân viên đánh máy cho công ty, buổi tối lên mạng xã hội SNS tìm khách. Quan điểm của cô gái trẻ rất thực tế, bán tuổi thanh xuân lấy tiền, còn hơn quay về cái làng trài xác sơ, lấy đại một gã ngư dân người tanh như cá, lại có thể chu cấp cho em gái học hành để thoát khỏi làng quê. Làm gái gọi rau sạch tuy tiềm tàng nhiều nguy hiểm nhưng chỉ cần đủ thận trọng và khôn ngoan chắc chắn sẽ kiếm bộn hơn hẳn đám gái đứng đường nhan nhản ở khu đèn đỏ đến giờ cô vẫn không hề hối tiếc với lựa chọn của mình để đầu tư cho công việc cô đã cắn răng đổ một món tiền lớn vào viện thẩm mỹ dây cây nổi tiếng nhất hàn quốc để gọt xương gò má và gọt cằm tốt tát lại nhan sắc giờ đây ngoài việc không thể cười hết cỡ và biểu cảm hơi cứng nhắc chút ít cô đã trở thành một mỹ nữ đích thực tiếp khách thôi mà chẳng ai để tâm đến những điều lặt vặt ấy nếu không phải dồn tiền nộp học phí cho em gái cô còn định làm phẫu thuật mở rộng góc mắt và nâng mũi nữa em gái cô vừa được công ty truyền thông và giải trí dây cây danh giá tuyển chọn có cơ hội lên con tàu nam ấn độ dương để tham gia vòng trung tuyển nếu vận may mỉm cười chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành ngôi sao trong làng giải trí đây cũng là động lực khiến cô càng phải dốc sức kiếm tiền trong bóng tối của đường hầm vọng lại tiếng gió giết chói tai, tựa tiếng ma quỷ gầm thét dưới địa ngục sâu thẳm. từ trong đường hầm thốc tới một luồng hơi lạnh ngắt, ánh đèn pha rạch toang bóng tối thâm u, giống như hai con mắt khổng lồ ngự trên đầu quái thú. Kim Hayeon he bỗng bật cười chợt nghĩ, trông con tàu chẳng khác gì một cỗ quan tài khổng lồ. Tin đồn đơn vị thi công đường hầm đào được nhiều bộ hài cốt dưới lòng đất, cô cũng từng nghe nói. hình như sau vụ đó đơn vị thi công thường xuyên gặp phải tai nạn chết người đến nỗi phải kín đáo mời pháp sư sa man tới làm lễ cầu siêu suốt mấy ngày liền rồi còn hứa hẹn rằng sau này cứ qua không giờ sau khi kết thúc chuyến tàu cuối cùng sẽ cho đoàn tàu trống không chạy thêm một lượt đi về nữa để đưa các linh hồn bị quấy nhiễu quay về chỗ cũ kể cũng là từ đó trở đi công việc tiến triển rất thuận lợi và công trình tàu điện ngầm seoul đã hoàn thành đúng tiến độ cuộc sống về đêm ở Seoul ngày càng nhộn nhịp. Hệ thống tàu điện ngầm đã mở thêm nhiều tuyến mới, nhưng không bao giờ chạy quá không giờ. Nghe nói chuyến tàu không khách cuối cùng là do tài xế lái xe tang điều khiển. Có tin đồn rằng, đã từng có người bước lên chuyến tàu cuối cùng này, thấy trong toa không một bóng người, nhưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua cửa kính, lại thấy trên các băng ghế đều chật kín hành khách. Càng nghĩ, Kim Hayeon He -ha càng thấy sờn gai ốc đoàn tàu đã nhô ra khỏi đường hầm hun hút từ từ dừng lại cửa dịch mở hành khách lác đác người ngáp ngắn ngáp dài kẻ ngủ gà ngủ gật cô nhìn thoáng qua thấy không có ai giống bợm rượu hay giang hồ anh chị liền bước lên tàu ngồi xuống ghế cẩn thận cầm túi sách che cặp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài vạt váy siêu ngắn tàu lần lượt qua các ga hành khách ngụy oải xuống tàu cứ thế đến ga cuối cùng chẳng ai để ý Kim Hayeon He -ha ngồi dán mình vào ghế, hoàn toàn bất động. Gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn dao keo hé một nụ cười đỡ đẫn, mắt nhìn chân chân vào ô kính cửa sổ đối diện, trong mắt trái, một tia máu đỏ tươi chạy thẳng vào con ngươi. Từ dưới ghế chọc lên một cái đũa nhọn hoắt, xuyên thẳng vào mông Kim Hayeon He, -ha, nhưng cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Dưới gầm ghế thỏ ra một bàn tay gầy đét bê bết máu. Một gã ăn mày hom hem chậm chạp chui ra, nâng cầm Kim Hayeon he lên, cúi hôn bờ môi lạnh toát của cô. Chốc lát, trên khuôn mặt Kim Hayeon he, gân xanh nổi lên dày đặc như mạng nhện, từ lỗ mũi phả ra hai luồng khí xám xịt, cơ thể teo tóp lại như quả bóng xì hơi. Gã ăn mày vẫn tiếp tục hôn cô ngấu nghiến, rồi lại cầm đũa nhọn đâm thẳng xuống đỉnh đầu cô. Hắn nhổ cái đũa ra, thè cái lưỡi bám đầy rêu xanh liếm sạch máu dính trên đầu đũa. Sau đó, hắn thở hắt ra một hơi khoan khoái rồi lại chui xuống dưới gầm ghế. Lát sau, nhân viên đi tuần bước vào trong toa, nhìn thấy thi thể rùng rợn của Kim Hayeon He, -ha, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ông ta thành thạo rút ra một lá bùa màu vàng, dán lên trán Kim Hayeon He, -ha, sau đó lại bước sang toa kế tiếp. Nhìn hình bóng phản chiếu qua cửa kính, Kim Hayeon He -ha tựa như đang ngủ say. Lát sau, cô đứng dậy, đi đến trước cửa kính, nhìn thi thể của mình ngồi trong toa tàu, khẽ chạm món tay lên tấm kính, hà hơi vẽ một ký hiệu lạ lên lớp hơi nước lờ mờ, rồi lại quay trở về ghế. Bên cạnh cô dần dần xuất hiện rất nhiều người, cô đặt hai tay lên đầu gối, rồi ngồi thẳng dậy. Tàu lại lăn bánh, tiếp tục lượt chạy cuối cùng trong đêm nay. Đến ga cuối, có một người đàn bà đeo kính không tròng, mặt lạnh như băng ngồi gấp hạc gấy. Cứ gấp xong một con hạc, lại có một người biến thành khói xám bay ra qua cửa kính, chui vào hạc giấy, rồi con hạc vỗ cánh, bay vào trong đường hầm đen hun hút. Người phạm ngũ tội, không đáng phải chết, người đàn bà cầm lên chiếc lục lạc đồng, đi thẳng vào trong toa tàu, giật lấy tờ giấy màu vàng dán trên trán kim hay he, sau đó vạch mắt cô ra, tà dâm. Trong mắt có tia máu đỏ, ủa, con dối bệnh, pháp sư sa man, ngũ tội, theo quan điểm dân gian, là ăn, uống, gái, bạc, hút, tương ứng với năm bộ phận miệng, mày, mắt, tai, mũi. Người phạm ngũ tội, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tại năm bộ phận tương ứng sẽ xuất hiện tia máu nhỏ. Nếu thấy các bộ phận trên có tia máu chạy xuyên qua, tuyệt đối không được đi tàu điện ngầm. 1. Trực thăng cứu hộ đến sớm những mười mấy phút. Trước khi lên đường, thuyền trưởng tặng cho tôi một chiếc iPad. Tôi hơi thắc mắc, người Hàn Quốc sao lại không dùng hàng Samsung. Đang định từ chối thì thuyền trưởng vỗ mạnh vào vai tôi, bên trong có lưu một số thứ, anh phải xem đấy. Hai nhân viên cứu trợ trao đổi một chốc với thuyền trưởng, tôi không hiểu tiếng Hàn, nên chui luôn vào trong máy bay. Nguyệt Bính dựng cao cổ áo, tựa nghiêng trên ghế ngủ luôn. Tôi thấy thuyền trưởng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tôi, nhân viên cứu hộ ngoảnh sang, có vẻ sừng sốt, gật đầu lia lia. Tôi quay sang định gọi Nguyệt Bính, thì thấy nó đã ngáy pho pho. Chẳng có việc gì làm, tôi mở iPad. Thật không ngờ thuyền trưởng tuy là con dối, nhưng lại rất thích chụp ảnh. Trong máy chưa tới hơn 20 giờ ảnh phong cảnh và video. Tôi mở xem lần lượt từng tấm, rất tò mò tại sao thuyền trưởng lại tặng tôi thứ này. Chẳng lẽ ông ta sợ tôi đi máy bay ngồi dỗi buồn chán nên mới gửi ảnh cho tôi xem. Nhân viên cứu hộ lên máy bay mỉm cười với tôi rồi nói vài câu xã giao bằng tiếng anh tiếng anh của anh ta không lưu loát lắm lưỡi cứ cứng đờ phát âm ngắc ngứ tôi vốn gà mờ tiếng anh nghe anh ta nói mà chẳng hiểu gì chỉ biết cười trừ cho xong chuyện máy bay trực thăng cất cánh thuyền trưởng ra sức vẫy tay chẳng mấy chốc con tàu đã trở thành một chấm đen xa tít tôi bỗng thấy bâng khuâng lần trước nhìn xuống nam ấn độ dương từ trên cao là rơi từ máy bay xuống giờ đắp máy bay rời đi, lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng này lần nữa. Số phận quả là khó nói, hòn đảo đã nuôi sống chúng tôi suốt một năm trời, giờ không biết nằm ở chốn mù khơi nào giữa đại dương. Nhớ lại những chuyện xảy ra trên đảo, vô vàn cảnh tượng hãi hùng lại hiện ra trước mắt, tôi vội hít một hơi thật sâu, cố gắng chân tĩnh để xua tan nỗi sợ. Nguyệt Bính vẫn ngủ khò khò, tôi thấy mừng vì mình quá may mắn nếu một năm qua không có Nguyệt Bính bầu bạn, không biết tôi có đủ can đảm để sống sót trên đảo hay không? Tôi đang định tắt iPad để chợp mắt một lúc, thì vô tình mở đến một đoạn clip tối đen. Xem ngày tháng, thấy mới quay ngày hôm qua, bèn tiện tay mở ra xem. Đoạn clip dài hơn 2 phút chạy xong liền tự chuyển sang clip khác, cứ chạy liên tục khoảng 4 năm đoạn như vậy. Xem xong mấy đoạn clip này, tôi toàn thân lạnh toát, mắt hoa lên cả một trời sao. Tôi cố gắng điều khiển những món tay đang run rẩy, muốn xem lại lần nữa, nhưng chúng không chịu nghe lời, không thể khiến chúng chạm vào đúng chỗ trên màn hình. Cạch một tiếng, chiếc iPad rời khỏi tay tôi rơi xuống. Nhân viên cứu hộ nghe thấy liền quay sang hỏi, tôi xô tay ra hiệu không có chuyện gì. Hẳn là sắc mặt của tôi trông khó coi lắm, nên nhân viên cứu hộ có vẻ ngờ vực, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa cho tôi một chai nước. Tôi mở nắp chai, ngửa cổ dốc ừng ực một hồi quá nửa, rồi quay sang đập luôn cây chai vào vai Nguyệt Bính, dậy mau, tao muốn hỏi. Nguyệt Bính nhún vai, gục đầu ngủ tiếp, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc iPad, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Các đoạn clip quay lại cảnh trên tàu hôm qua, còn có cả tôi trong đó. Tôi đứng trong phòng, lẩm bẩm một mình, chốc chốc lại bước sang phía đối diện, dùng vẻ mặt và giọng nói của Nguyệt Bính để tự đối thoại với mình. Có vẻ miêu tả của tôi rất rối loạn, nhưng tôi không thể giải thích rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hay nói một cách ngắn gọn, trong đoạn clip không hề có Nguyệt Bính, trong phòng ngủ, trong phòng của con rối bệnh, trong cabin của thuyền trường, tất cả đều là tôi đang trò chuyện với một tôi đóng vai Nguyệt Bính. Đoạn video cuối cùng là cảnh tôi nói chuyện với thuyền trường. Nhưng tôi lại không nhớ chuyện đó đã xảy ra vào lúc nào. Tôi hít vào một hơi thật sâu, chẳng nhẽ cả năm nay chỉ có một mình tôi sống trên đảo hoang. Nhưng Nguyệt Bính bên cạnh tôi rốt cuộc là ai? Lẽ nào Nguyệt Bình đã chết rồi? Hay là, cái người tên là Nguyệt Bính kia chưa bao giờ tồn tại? Tất cả đều do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi cảm nhận thấy từng sợi lông trên người đang dựng đứng. Tim tôi đập thùm thùm muốn vỡ tung lồng ngực. Tôi vỗ mạnh lên chán rồi đập thẳng vào vai Nguyệt Bính. Dậy, dậy mau. Nguyệt Bính hủy hoài hé mắt. Mày im cho tao ngủ một lát không được à? Nguyệt, Nguyệt Bính, mày, rốt cuộc mày là thật hay là giả? Tôi cố lắm mà giọng vẫn cứ run lên. Nguyệt Bính gãi mũi, người giả mà đẹp trai lồng lộng được thế này sao? Tôi thở hắt ra, cho dù những điều tai nghe mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, thế nhưng một người sống sờ sờ ngay trước mặt, làm sao có thể là không khí được. Nhân viên cứu hộ cảnh giác nhìn tôi rồi ghé tay người còn lại gì dầm vài câu. Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng khác thường, dự cảm sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Đúng lúc đó, tôi liếc thấy hình bóng mình phản chiếu trong gương chiếu hậu bên trên khoang trước máy bay. Ở hàng ghế sau, chỉ có một mình tôi, tôi đang ngồi trên ghế của Nguyệt Bính, tay gãi mũi, nói chuyện cùng không khí. Tôi hoang mang cực độ, rốt cuộc tôi là tôi, hay tôi là Nguyệt Bính? Xin hỏi, chúng tôi có mấy người? Tôi hỏi nhân viên cứu hộ. Nếu không thể có được câu trả lời xác đáng, chắc tôi sẽ hóa điên ngay mắt. Hai nhân viên cứu hộ bỏ kính dâm xuống, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Tôi ngơ ngác một hồi, rồi mới nhận ra, có một người trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Cuối cùng thì cũng bắt được, nhân viên cứu hộ có nốt ruồi ở đuôi mày trái thôi cười, nhún vai diễu cợt, đổ kháng thuốc mạnh đấy, nhưng cũng đến lúc hôn mê rồi. Tôi đang sửng sốt không hiểu, bỗng thấy mi mắt nặng trĩu như đổ trì, cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, tay chân rũ rượi không còn sức lực, đầu óc mụ mị, trước mắt cứ nhòa dần, nhòa dần, cuối cùng chỉ còn một khoảng không xám xịt. Gắng gượng lắm tôi mới nghe thấy tiếng bản tán bên tai. Chuột có chạy đến đâu thì cũng bị mèo tóm cổ thôi. Hình như hắn không biết mình là ai. Hà hà, biết thì càng đau khổ hơn thôi. Nói cũng phải. Hắn vào nguyệt. Tôi đã nhớ ra kẻ đó là ai rồi, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hai. Tôi mở mắt, trước mắt vẫn là khoảng không tối tăm không chút ánh sáng. Không khí ẩm ướt, xung quanh đặc quánh mùi mốc meo, có tiếng nước nhỏ tí tách lúc xa lúc gần. Tôi khẽ đưa tay sờ xung quanh, nhưng chẳng chạm phải vật gì, cứ như tôi đang lọt thỏm trong một khoảng không bất tận. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, đầu óc mụ mị lưỡi khô rát như thiêu. Tôi đan hai bàn tay vào nhau, dây huyệt hổ khẩu giữa món cái và món trỏ, kích thích thủ dương minh đại tràng kinh để chống hôn mê. Dây vài chục lần, đầu óc dần tỉnh táo trở lại, tôi đã nhớ được những chuyện xảy ra trước lúc hôn mê. Nhân viên cứu hộ có nốt ruồi ở đuôi mày trái, chẳng phải ai khác, chính là gã ma núi Minamio Hiroshi đã biến thành người cáo và biến mất trên núi Fuji, Nhật Bản. Tôi lại thấy trong lòng dối bời, Tại sao trực thăng lại chở tôi tới đây? Đây là đâu? Anh tỉnh rồi à? Đang mải suy nghĩ, một giọng nói thỉnh lình vang lên bên tai khiến tôi giật nảy mình suýt vỡ mặt. Hình như là giọng con gái. Nguyên tắc sinh tồn mách bảo tôi phải tiên phát chế nhân. Tôi đang đắn đo không biết nên hạ gục đối phương bằng đòn cùi trò hay cú thôi sơn. Thì giọng nói kia lại vang lên, tôi không phải người xấu. Tôi tự nhủ, dù cô có phải người xấu hay không, cứ phải khống chế cô trước đã rồi tính là tình thế bắt buộc chứ tôi có muốn ra tay với phụ nữ đâu tôi khẽ khàng xoay người về phía phát ra giọng nói đang định tung quyền chợt nghĩ đến một chuyện nắm đấm bỗng khựng lại nữa chừng cô biết nói tiếng hoa cô là người hoa ồ phải là người hoa mới nói tiếng hoa được ư người hàn không được phép nói tiếng hoa ư tôi chợt cảm thấy thế giới này thật điên đảo tận cùng tôi đang ở trong một nơi tăm tối nói chuyện với một cô gái Hàn Quốc nói tiếng hoa khẩu ấm vùng Đông Bắc. Tạch, đèn thình lình bật sáng, không kịp thích ứng, mắt tôi nhức lóa không mở nổi. Tôi hết nheo lại rủi, một lúc sau mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một gian tầng hầm rộng chừng 60 mét vuông, cao chí ít cũng phải 6-7 mét, trên bức tường mọc đầy rêu gắn chi chít những ống nước hoen dỉ, to nhỏ đủ cỡ, chạy lên tận trần nhà hình vòm. Bức tường bên trái mở ra một đường hầm hình ống tròn, không biết thông tới đâu, chốc chốc lại vọng ra tiếng chuột chi chuế. Giữa phòng trồng chất ngổn ngang nồi niêu bát đĩa, quần áo, giày dép cũ và đủ thứ trổi cùn rẻ rách khác, còn có cả một chiếc tivi màu đang bật, màn hình chen chúc cả tá cô gái ăn mặc mát mẻ đang nhảy múa đủ điều gợi tình. Bên phải tivi kể chiếc ghế sofa, ngồi thu lưu trên đó là một cô gái tuổi độ đôi mươi, quần jean áo thun loang lổ vết ố tóc rối bù buộc túm lại phía sau khuôn mặt lem luốc như lâu lắm rồi chưa rửa đang nheo mắt nghiêng đầu nhìn tôi dò xét anh tên gì tôi tên gì thì liên quan gì đến cô chả hiểu sao giọng tôi cũng pha chốt khẩu âm vùng đông bắc anh biết không tôi đã cứu anh đấy tôi lại không được phép hỏi tên anh hay sao cô gái đưa tay lên quẹt ngang mặt nhảy phóc tới trước mặt tôi đưa tay sờ vào cằm tối người ta bảo đàn ông có dâu là thế này đấy à tôi ngẩn người không biết phải đối đáp thế nào hãy thả tôi ra tôi không muốn chết không không á ma trong lúc tôi đang ngơ ngác bỗng có tiếng kêu rú thảm thiết của phụ nữ vọng lại từ trong đường hầm hình ống lúc xa lúc gần âm thanh như dội thẳng vào màng nhĩ tôi nghe mà rùng mình dẹt một tiếng rùng rợn như có vật gì bị xé đôi tiếng gào rú im bặt rồi có tiếng nhai nhóp nhép vẳng ra nghe mà gây bút chân răng Bà ơi, cô gái gọi với vào trong, có ngon không? Ừm, nó dậy chưa? Một giọng nói già nua vọng lại âm âm từ sâu trong đường hầm, dẫn nó vào đây. Cho dù không có não, tôi cũng đoán ra có một bà già ăn thịt người đang nấp trong đường hầm. Vậy thì chắc chắn tôi sẽ trở thành món tiếp theo cho mù. Không chạy lúc này thì còn đợi lúc nào? Có vẻ như cô gái không đề phòng tôi. Cô ta một mình bước về phía đường hầm, vừa đi vừa dục nào đi gặp bà thôi. Tay tôi ngầm vận lực, định chém mạnh vào gáy cho cô ta ngất đi rồi tính tiếp. Bất chợt, sâu thẳm bên trong đường hầm tối om lóe lên hai ngọn nến len lét, cháy bập bùng kéo thành từng vệt xanh lè trong bóng tối. Dưới ánh sáng xanh nhở nhở, tôi loáng thoáng nhìn thấy một vật trắng toát đang từ từ chui ra khỏi đường hầm. Bà hả, cô gái bắt chéo hai tay trước ngực cúi chào. Ba, vật trắng toát kia bỏ đến trước cửa đường hầm thì lao vụt ra, vòng qua cô gái rồi xông về phía tôi. Trong cơn hốt hoảng, tôi kịp nhận ra một con bạch xà với đôi mắt xanh lét, không kịp trở tay, tôi vội lùi lại phía sau thì đụng may phải bức tường ướt rượt. Con bạch xà từ trên cao đáp xuống sàn, uốn éo bỏ tới, quấn lấy cổ chân tôi rồi vùn vụt bỏ lên, nhoáng cai đã quấn quanh tôi chặt cứng như xác ướp. Đầu con rắn ngóng lên trước mặt tôi, đôi mắt len lét nhìn thẳng vào mắt tôi. Máu trong người tôi như đông cứng. Đó nào phải là rắn rết gì, mà là hai con mắt gắn trên mái tóc dài bạc trắng. Hai con mắt như hai quả táo xanh ấn vào trong cục bột, bị nuốt chửng trong mái tóc bạc rối bù. Những tiếng rin rít phát ra từ bộ tóc dính bết khiến tôi tức thở, xương sườn kêu lên răng rắc, không khí trong phổi bị ép ngược lên cổ họng, phát ra những tiếng ạc ạc vô thức tôi lấy hết sức bình sinh vùng thật mạnh, nào ngờ bộ tóc vẫn tiếp tục cuốn chặt, siết cúng vào da thịt, toàn thân như bị bó chẽn trong một tấm lưới sắt, thiết đến đau rát. tôi mất thăng bằng, thẳng đơ đổ vật xuống sàn. tôi hai mắt chừng chừng nhìn thấy sàn nhỏ vùn vụt lại gần, dầm một tiếng, mặt đập thẳng xuống đất nổ đom đóm, mũi cay xé như bị đổ giấm, răng bập vào môi, miệng tanh mùi máu. tôi thầm nghĩ, lần này chắc tiêu rồi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai ốc thế nào đã bị người ta sơi tái. Không biết con quái vật kia sẽ chế biến tôi thành món gì đây? Bộ tóc đang quấn quanh cổ tôi bỗng tỏ ra vô số sợi mảnh li ti màu trắng, trên đầu có cái lỗ bé xíu như lỗ kim, ứa ra thứ chất lòng màu vàng nhợt. Nước vàng nhanh chóng khiến bộ tóc dính bết lại thành từng mảng, xoắn bện với nhau thành quả cầu tóc to bằng đầu người, bên trong có bọt khí nổi lên lục bục, từ từ nhô lên thành mũi, miệng, tai, chốc sau, đã bện kết thành một bộ mặt già nuôi nhăn nhúng. Bụp, hai con mắt xanh lè bật ra từ trong hốc mắt, đảo mấy cái rồi nhìn tôi chừng chừng. Cái mặt người há miệng, bật ra một câu, nam hiểu lâu, con trai của ta. Ta đợi con đã lâu lắm rồi. Bộ mặt người được chẳng bệnh từ vô vàn sợi tóc kia chỉ cách mặt tôi có vài phân, khi lên tiếng. Tôi nhìn rõ mồn một những sợi tóc bên trong miệng đang ngoe nguầy. Tôi vừa kinh hãi vừa ghê sợ, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tại sao nó lại biết tên tôi. Nếu không phải đang bị siết chặt như khúc giò, chắc tôi đã nhổ tuệt vào nó rồi. Bộ mặt người vừa dứt lời, bỗng bụp một tiếng, cả núi tóc lớn đồng loạt bung ra, nước vàng bắn tung tóe, phun đầy lên mặt tôi. Toàn thân tôi lập tức nhẹ bẫng, tôi cuống cuồng đưa tay áo chùi mặt, chỉ muốn nôn nòe. Khó khăn lắm mới mở được mắt, thì thấy cô gái kia đang cười khúc khích, má trái xoáy sâu một lúm đồng tiền, vừa nãy anh định đánh lén tôi đấy phải không? Thảo nào bà tôi định xử lý anh? Mẹ kiếp, nếu là cô thì chắc vỡ mặt chết mẹ nó từ lâu rồi. Tôi điên tiết nhưng không biết chút vào đâu, lại không dám ra tay vì sợ bà già rung rợn kia bắt trói nữa, nên chỉ dám lầm bầm chửi. Cô gái chớp chớp mắt, nhưng đầu hỏi, mẹ kiếp với mẹ nó là ai thế? Tôi đứng hình mất một lúc, cơn giận dữ dâng lên đến họng lại phải từ từ nuốt xuống. Tôi trợn mắt nhìn cô gái, không biết nên trả lời cô ta như thế nào, vô thức bước lại vài bước. Coi chừng dưới chân, tôi vừa nhấc chân lên, cô gái bỗng hét lớn. Tôi giật nảy mình, vội xoạc chân sang bên cạnh, cử động thình lình khiến cổ chân đau nhói. Nhìn xuống chỗ lúc nãy định đặt chân xuống, thấy một con mắt xanh lét đang nằm ngay tại đó. Bộ tóc bạc lại thò ra khỏi đường hầm, cuốn lấy con mắt rồi tụt ngay vào. Đúng là có tuổi rồi, đi đâu quên đó. Bám sát đấy, ở đây mà lạc đường thì dày già to. Cô gái có vẻ rất vô tư, giận tôi xong thì chui ngay vào đường hầm, để lại mình tôi trong phòng. Tôi ngẩn ra một lúc mới khom lưng chui vào theo. 4. Trong đường hầm tối om om, cứ như lọt vào một thế giới khác. Sự việc tuy quái đản nhưng bộ tóc gớm ghiếc và cô gái kia đều không có vẻ thù địch, tôi cũng yên tâm phần nào. Bám theo tiếng bước chân của cô gái đi được khoảng hơn chục mét, mắt tôi dần thích ứng với bóng tối, đã có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng của cô ta. Sau khi đi vòng vèo chừng 5-6 phút, bàn chân tôi bắt đầu lún xuống bùn lầy, mỗi bước đi phải chật vật lắm mới nhấc chân lên được. Tôi nhẩm tính đã đi được khoảng 3 chục mét rồi, tự nhủ không biết bộ tóc của bà già kia phải dài đến đâu chẳng nhẽ khi người ta già quá rồi thì tóc cũng thành tinh lúc này tôi sực nhớ tới một câu chuyện có liên quan đến tóc hồi học năm thứ hai đại học lớp tôi có một nữ sinh chuyển đến tên là trương hiểu nghị cô rất xinh đẹp đặc biệt là mái tóc màu nâu óng ả vô cùng nổi bật bình thường cô khá ít nói tính tình dịu dàng học giỏi trên người luôn phảng phất hương thơm thảo mộc trong lớp có một nữ sinh nhà giàu tên là lý mẫn ngoại hình cũng tàm tạm, nhưng rất kiêu căng, lúc nào cũng coi mình như nữ thần. Nhưng thành tích học tập, nhan sắc, tính cách lại không phải cứ có tiền là mua được. Thấy Trương Hiểu Nghệ được nhiều người yêu mến, Lý Mẫn rất bực bội. Cô ta dù mấy nữ sinh khác tố cáo lên hiệu trường, nhà trường quy định nữ sinh phải để đầu tóc gọn gàng, Trương Hiểu Nghệ để tóc quá dài là vi phạm nội quy. Hiệu trưởng nói rằng, Trương Hiểu Nghệ là người dân tộc thiểu số, để tóc dài là truyền thống của dân tộc cô, cần phải tôn trọng. Lý Mẫn đành hậm hực quay về, tên của dân tộc đó rất khó đọc, giờ tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ đó là một dân tộc thiểu số ở vùng Quảng Tây. Theo tôi thấy, những kẻ lớn lên trong nhung lụa, được cưng chiều từ bé, thường không chấp nhận bạn bè cùng trang lứa nổi trội hơn mình. Lý Mẫn nhìn Trương Hiểu Nghệ, càng ngày càng ngứa mắt. Cô ta lại rủ đồng đảng Lưu Ninh tìm cách chốt giận. Hết giờ học, bọn họ quay lấy Trương Hiểu Nghệ, khen tóc của cô đẹp rồi lén dính đầy kẹo mạch nha lên mái tóc của cô. Hồi cấp 1, bọn con trai thường giờ trò này, tóc bị dính mạch nha sẽ không thể gội sạch được, chỉ có cách cắt bỏ. Ngày hôm sau, Trương Hiểu Nghệ không đến lớp, đến ngày thứ ba cô xuất hiện với mái tóc đã cắt ngắn. Thật không ngờ, mái tóc ngắn càng tôn thêm vẻ đẹp thánh thiện của cô, trông cô càng nổi bật hơn nữa. Lý Mẫn bực tức không thể tả, thấy Trương Hiểu Nghệ bị hại mà chẳng làm gì mình, cô ta càng được thể lấn tới, thường xuyên gây hấn. Có lẽ do không chịu nổi nên hơn một tháng sau, Trương Hiểu Nghệ chuyển trường. Lý Mẫn đắc ý ra mặt, lúc nào trông cũng vinh váo. Thời tiết ngày càng nóng nực, kỳ nghỉ hè đã đến gần, ai nấy ra mình trong lớp học nóng hầm hập mải miết ôn bài, cả lớp chỉ có ba cái quạt trần để hạ nhiệt. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy, Lý Mẫn và một cậu học sinh cá biệt rất bảnh trai đang trụng đầu thì thầm thân mật. Lý Mẫn chợt kêu ngứa đầu, sai cậu bạn kia gãi hồ. Cậu ta cợt nhà gãi vài cái, bất chợt rú lên ầm ĩ, nhảy tưng tưng, tay vẩy rối rít. Trong kẽ móng tay dắt một miếng gầu lớn lỗ chỗ lỗ chân tóc, còn có cả mấy sợi tóc con mới mọc. Lý Mẫn chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của cậu bạn, vẫn luôn miệng kêu ngứa đầu, luồn hai tay vào tóc gãi sồn sột chốc sau, các mảng gầu đã dính đầy trong kẽ móng tay, bóng nhẫy, trắng ẩn như cục kẹo mạch nha. Các bạn trong lớp đều kinh hãi rú lên, chạy giạt ra xa. Liêu Ninh chạy lại định cản, nhưng Lý Mẫn cứ như không nhìn thấy, hai tay càng gãi nhanh hơn, trên mặt lộ một nụ cười mãn nguyện. Tóc cô ta bị giật đứt từng cụm, để lộ ra đầu trắng ẩn, dớ máu. Máu ứa ra thành dòng, chảy ngoằn ngoèo xuống cổ. Lúc này Lý Mẫn mới dừng lại, ngây ra nhìn đầu ngón tay một lát. Chốc sau, cô ta khẽ lầm bầm, ồ, kẹo mạch nha ở đâu mà ngon thế này. Rồi đờ đẫn thẻ lưỡi liếm, nhìn thấy Lưu Ninh đang đứng chết chân, cô ta chìa tay ra phía trước, hỏi, cậu có ăn không? Lưu Ninh nôn ngoe ẩm ý, cả lớp nhốn nháo, may sao lớp trường kịp định thần, vội chạy đi gọi hiệu trường. Chốc sau, hiệu trường vội vã chạy tới, bảo học sinh đi gọi y tá còn mình thì gọi cảnh sát. Đúng lúc này, cây quạt trần bỗng rung lên bần bật rồi rắc một tiếng, cánh quạt gãy rời, văng thành một hình cánh cung, chém về phía thầy hiệu trường. Cánh quạt sắc bén chém phập vào sau gáy thầy hiệu trường, ông lập tức ngã vật xuống, máu phun ra đầm đìa. Không chỉ có thế, cánh quạt còn tiếp tục bắn về phía Lý Mẫn và Lưu Ninh. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng máu me hãi hùng hôm ấy. Sau đó, thầy hiệu trường được đưa ngay đến bệnh viện, nghe nói bị chấn thương sọ não, sống thực vật hết đời. Lý Mẫn và cô bạn cũng được đưa tới bệnh viện, về sau làm thủ tục xin nghỉ học, từ đó tôi không còn gặp lại họ nữa. Nghe nói, gia đình họ đã phải chi bộn tiền để đưa họ sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Liêu Ninh phải cắt một lớp da trên mông để ghép lên chán, chỗ đó không thể mọc tóc được, phải đợi đến khi da lành hàn mới làm phẫu thuật cấy tóc. Lý Mẫn còn thảm hơn, vết thương quá sâu nên rất khó cấy ra. Không biết phải làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mới phục hồi được 5, 60% nhan sắc. Dây thần kinh và cơ mặt của cô ta bị tổn thương nghiêm trọng, khiến khuôn mặt cứ đơ như tượng gỗ, thậm chí không nhai được, chỉ có thể húp cháo loãng, còn phải định kỳ tiêm thuốc kháng sinh để chống viêm nhiễm. Còn có một chuyện khiến tôi hết sức khó hiểu. Khi cảnh sát đến điều tra, ngoài tôi ra, Tất cả các bạn học khác cứ như đã bàn nhau từ trước, đồng loạt nói là khi thầy hiệu trưởng vào lớp kiểm tra thì bị cánh quạt gãy rơi trúng đầu. Lời khai của tôi báo hại tôi bị họ bắt đi làm giám định tinh thần. Sau chuyện này, nhà trường cho gỡ hết quạt trần rồi lắp điều hòa. Thế là học sinh trường khác chuyển đến trường tôi dần dần, lớp nào cũng trong tình trạng quá tải, âu cũng là trong cái rủi có cái may. Vào lễ tốt nghiệp, theo truyền thống của trường mỗi lớp đều phải trồng cây lưu niệm trong vườn trường. Ý nghĩa của việc trồng cây thế nào không biết, nhưng vườn trường um tùm cây cối chính là nơi lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò. Rất nhiều cây còn bị cạo vỏ, khắc nguệch ngoạc những câu nhắn nhít như ích yêu y, thương ích chọn đời, mãi mãi bên ích. Lớp chúng tôi chọn một bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm, rồi đứa quốc đứa sẻng vung túi bụi đào hố trồng cây. Khi đào sâu chừng hơn nửa mét, bỗng có một vật đen xì vang lên theo sẻng đất treo vắt vẻo trên cành cây bên cạnh đất rào rào rơi xuống lộ ra một bộ tóc dài thượt cả đám hồn vía lên mây hét lên choe chuế ném cả cuốc sẻng rồi chạy tán loạn tôi nhìn xuống hố thấy rễ cây xoắn suýt vào nhau bệnh lẫn những lọn tóc nâu loáng thoáng nhìn thấy một bộ hài cốt nằm lẫn trong đất về sau tôi có kể chuyện này cho nguyệt bính nghe Nguyệt Bính bóp chán suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng nơi chôn thi thể chính là đất tự sát trong cách cục phong thủy. Đất đó oan khí không tan, tích tụ suốt 9 năm, sẽ miệng cây cỏ biến thành hình người để báo thù. Còn về nguyên nhân, chúng ta tự hiểu. Tôi bỗng nổi hứng, liền vào trang web của trường, mở ảnh tập thể sinh viên từng khóa ra xem. Quả nhiên nhìn thấy trong tấm ảnh chụp lớp mới khai rằng có một nữ sinh ngoại hình rất giống Trương Hiểu Nghệ, đặc biệt là mái tóc dài màu nâu óng ả à, nổi bật giữa đám đông Nam, lẽ nào ở đây có một cái xác chôn ở ngay đất tự sát đang suy nghĩ miên man cô gái chợt dừng bước khiến tôi đâm sầm phải lưng cô không ngờ trông cô mảnh mai vậy mà cơ thể rất mềm mại cô không hề phật ý hạ giọng nói bà tôi tính khí hơi thất thường anh đừng có ăn nói linh tinh đấy trong bóng tối không biết cô có nhìn thấy tôi đỏ mặt hay không tôi chỉ biết gật đầu lia lia. Đứng yên đây, cô gái dặn rồi đi tiếp, tôi lờ mờ thấy cô ta sờ lần trên tường, chốc sau, chợt thấy lóe lên một chùm sáng xanh quái lạ. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh hơn, bên rìa chùm sáng xuất hiện rất nhiều tia màu lục, đan sen xoắn rối vào nhau, dệt thành thứ hoa văn kỳ quái. Cả người tôi như có dòng điện chạy qua, khiến tôi tê dại hoa văn này rõ ràng là thứ bùa ma mà Nguyệt Bính thường vẽ để chấn những thứ ô uế. Bên trong bức tường ẩm ướt phát ra những tiếng vo vo, giống như có một tổ ong bắp cầy bị vỡ. Cô gái giơ hai tay cao quá đỉnh đầu, tì sát người vào bức tường, miệng lầm rầm một hồi. Âm thanh lạ lùng bên trong giống như nhận được mệnh lệnh. Giọng cô gái mỗi lúc một vang vọng trong đường hầm trống trải, âm sắc dần chuyển sang rền rĩ thê thiết từ trong luồng sáng xanh tỏa ra vô số vệt khí trắng, kèm theo tiếng xì xì, bay lên nóc hầm, thỏ ra rất nhiều sợi mảnh như sợi chỉ, từ từ quấn bện lại thành hình người, lượng thưởng hạ xuống, đứng trong đường hầm rồi lại bay lên phấp phới. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy ma hiện, nhưng tôi không những không sợ hãi, trái lại còn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đang lúc ngỡ ngàng, thì nghe cô gái rục, vào đi. Lúc này, tôi thấy bức tường biến thành một lớp màng màu xanh cô gái đứng ở bên trong vẫy tay với tôi nín thở tập trung ý nghĩ coi như trước mặt không có gì hết tôi chủ trừ một lát rồi bước thẳng tới khi chóp mũi của tôi vừa chạm vào vách tường thì bụp một tiếng một sức hút vô hình lôi tuột tôi vào trong cô gái tươi cười hài lòng bà nói đúng thật đấy anh có thể đi xuyên qua bức tường bùa ma tôi giống như đứng trong biển nước Mỗi bước đi đều cảm nhận rõ sức cản của sóng nước. Đang định hỏi có chuyện gì, dưới chân bỗng hững một cái như rơi xuống hố. Hú. Sức hút rất mạnh kéo hai chân tôi lôi tuột xuống dưới. Tôi cố vùng vẫy, nhưng sức hút lại càng mạnh hơn. Tôi cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị hút cả xuống chân, tôi chỉ biết cuộn tròn người lại, lăn lông lốc xuống theo độ dốc của hầm. Tôi chẳng nhìn thấy gì hết, quay tít mù như trong trống, tưởng như bộ óc đã bị say thành sinh tố đến nơi chốc sau, sầm một tiếng, lưng tôi va mạnh vào đâu đó, đau như dần. Trước mắt chợt sáng choang, tôi cố mở mắt, cảnh vật xung quanh vẫn xoay mỏng mỏng, nhưng tôi đã nhìn thấy những vật thể lạ đắp đống cách đó không xa. Nam hiểu lâu, tới rồi đấy ư. Tôi chưa kịp trả lời, dạ dày đã quặn lên dữ dội, tôi nhịn không nổi, liền nôn thốc nôn tháo. Nếu ta có thể tự ra được đây thì tốt, anh không phải vất vả thế này tôi lau miệng cơn váng vất tan dần lúc này mới run rẩy đứng lên nhìn về phía phát ra giọng nói á à, tôi rú lên hãi hùng hai chân mềm nhũn tim tôi thắt lại muốn vỡ trong cơn kinh hoàng tột đồ mấy chục cơ thể trần trụi trồng chất thành một đống thủ lù máu thịt đỏ au ai nấy đều cố thỏ cánh tay ra ngoài dãy rụa thật lực nhìn từ xa trông họ như những đứa trẻ được đẻ ra từ đống thịt nhưng vùng vẫy mãi vẫn chưa thoát ra được. Nam hiểu lâu, cuối cùng thì anh cũng tới, giọng nói già nua lại vang lên. Tôi lùi lại liền mấy bước, tránh thật xa đống thịt, gắng kiềm chế cơn buồn nôn, rồi đưa mắt quan sát đám người. Những con người trợn trừng con mắt xám ngoét, ra sức khua khoắng đôi tay, tựa như đang cầu cứu tôi, nhưng cũng như chào tôi. Đúng lúc này, trên đỉnh đống thịt sủi lên một cái bong bóng to bằng quả bóng rổ, mùi ẩm mốc, Tanh tươi lập tức sặc sụa khắp phòng. Không ngờ ta vẫn còn sống để gặp lại anh. Một bà lão nhô lên từ trong đống thịt, dương hai con mắt đục ngầu nhìn trong chọc vào tôi. À mà đương nhiên, ta làm sao có thể chết được. Tôi không thấy cơ thể của bà ta, chỉ thấy hai tay bà ta bị giữ chặt trong đống thịt, không thể rút ra được, giống như bị dính liền thành một thể với đống thịt ghê rợn. Nam hiểu lâu, hai mươi năm không gặp, đứa bé năm xưa này đã lớn thế này rồi. Bà nói gì? Hà hà, anh và so he đều là những lựa chọn mà ta không bao giờ hối tiếc. 6. Bà ơi, đồ ăn hôm nay tới rồi. Tại sao lại có nhiều người phạm ngũ tội đến vậy? Tôi đang lúc bàng hoàng thì cô gái xuất hiện trong đường hầm, vác theo một gã đàn ông sặc rượu mùi rượu. Bà già tóc bạc ưm một tiếng, cô gái ném ngay gã đàn ông say khướt xuống bên đống thịt. Lũ quái nhân trần chuồng lập tức chui ra, tóm lấy tay chân gã, bắt đầu tranh giành. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện kinh hoàng rùng rợn, khiến đầu óc tôi tê dại. Tôi đưa tay nhau mạnh lên má, biết đâu đây là một cơn ác mộng, tôi sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Đừng trách bà, bà cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Cô gái cắn môi buồn bã, khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi nhảy dựng lên như bị điện giật, vùng mạnh cánh tay, đừng chạm vào tôi. Cô gái nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn bà già, sau đó chìa tay ra trước mặt nhìn chăm chú, bẩn lắm sao? Tôi không biết phải nói thế nào. So hè, đừng lấy làm lạ, con không sống trên thế gian nên không hiểu được cảm nhận của Nam Hiểu Lâu đâu. Bà lão tóc bạc lại ngóc đầu lên, Nam Hiểu Lâu, ta tên là Ly Trầm à. A. Bà, bà là, tôi chỉ vào bà già, ngắc ngứ không nói được thành lời. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đúng vậy, ta chính là con gái của cáo chín đuôi với Saman. Cha của ta là Li Bo, mẹ của ta là Li Ye So he, con rất muốn biết chuyện này phải không? Hôm nay, ta sẽ kể hết cho con nghe. Nam hiểu lâu, anh cũng ngồi xuống nghe đi. Chuyện dài lắm đấy, yên tâm, ta sẽ không làm hại anh đâu. 7. Mùa đông ở Jinju đến rất sớm, khi gió biển lạnh buốt thổi thốc vào làng trài dân trải sẽ kéo thuyền lên bờ, thu lưới, chật vật trải qua mùa ngừng đánh bắt gian nan. Phải đợi 4 năm tháng nữa băng tan mới có thể ra biển đánh bắt trở lại. Nhưng quan phủ bất chấp dân chài có thể ra biển hay không, vẫn không chịu bỏ qua một đồng thuế trải lưới. Những mùa đông trước đây, dân chài vẫn có thể chui vào túi da hưu lặn xuống biển mò hải sâm trong kẽ đá gom tiền nộp thuế người thảo lặn có thể lặn xuống tận đáy biển tìm giống hải sâm quý hiếm màu vàng và màu xanh trong lớp bùn cát và rong tảo. Tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần bắt được giam ba con, coi như tích đủ tiền thuế trong suốt mùa đông. Trước đây, giống hải sâm gai nhọn tua tùa này không có giá trị gì, chẳng may vướng vào lưới, ngư dân chỉ gỡ vứt đi. Về sau, có tin đồn rằng hải sâm có tác dụng tráng dương, nên giá trị tăng lên vùn vụt, được săn lùng như thần dược cung đình và tầng lớp quý tộc rất ưa chuộng. May sao hải sâm có tập tính ngủ hè và hoạt động vào mùa đông, nên mới để dành cho ngư dân một con đường sống. Nếu may mắn tìm được loài hải sâm gai quý hiếm, còn được ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng năm nay thật kỳ cục, dù là thợ bắt hải sâm giàu kinh nghiệm nhất, lần nào ra biển cũng trở về tay không. Cao ly hai báu vật, Sâm Nam Hải Bắc Sơn, ngày nộp thuế tới gần ngư dân lại dắt díu nhau tìm lên núi Béc du hy vọng đào được vài củ sâm về nộp thuế những khách buôn sâm già đời trên núi Béc du hợp thành sâm bang quản lý nghề đào nhân sâm rất gắt nếu bắt được ngư dân lên núi đào trộm nhân sâm chúng sẽ bắt lại lột hết quần áo rồi treo lên cây trong tiết trời lạnh giá cho chết cóng sau đó chúng khoét lỗ ở rốn cắm cỏ bấc tầm rượu vào đợi mỡ trong người ngấm vào cỏ bấc liền châm lửa đốt lửa cháy âm ỉ suốt một ngày một đêm không tắt, cho đến khi mỡ cạn. Chúng gọi như thế là đốt đèn trời. Dù đòn trừng phạt thảm khốc đến vậy, nhưng không ít ngư dân vẫn mạo hiểm lên núi đào sâm. Có điều, đếm mùa xuân, người quay về càng ngày càng ít. Khi Park An Tê Bò được lên tới bờ, túi da hưu đã bị đá cưa rách, nước biển lạnh buốt chảy đầy vào trong. Môi anh tím bầm, anh đưa những món tay run bần bật cầm cái móc bới hải sâm cứ rách túi, vốc nắm tuyết trả sát lên lồng ngực một hồi, cho đến khi làn da tái nhật hồng lên chút ít, mới lẩy bẩy uống vào một ngụm rượu sâu du. Rượu ngấm, cả người ấm sực lên, không còn thấy lạnh nữa, anh mới thay quần áo khô để sẵn trên bờ, dầu dĩ trở về làng. Lúc đi qua phủ nhà họ Ly, Bắc An Tê Hàn học nhổ tuệt một bãi nước miếng, chỉ muốn cho một mồi lửa thiêu rụi dinh cơ nguy nga đó. Nhà họ đã hơn 100 năm qua nổi tiếng với nghề làm muối, trở thành thế gia nổi tiếng nhất Jinju. Gia nghiệp đã truyền lại bốn đời, con đàn cháu đống, tôi tớ đông nghịt, đến cả tộc trưởng cũng không rõ trong phủ có cả thầy bao nhiêu người. Phủ họ Ly ôn quy nghiêm ngặt, đã là tôi tớ của nhà họ Ly, cả đời không được phép rời khỏi phủ, mọi chuyện sinh lão bệnh tử, mà chay cưới hỏi đều do phủ họ Ly quyết định. Mùa đông năm nào cũng có không ít ngư dân buộc phải điểm chỉ vào khí ước bán thân làm tôi tớ cho phủ họ Ly. Quản gia sẽ trả cho nhà ngư dân một khoản tiền hậu hĩnh. Dù là vậy, nhưng nếu không bị dồn đến bước đường cùng thì đâu có ai muốn vào phủ sống kiếp nô lệ cả đời. Hai năm trước, Jinju gặp trận sóng thần lớn chưa từng thấy, thuyền đánh cá bị phá hủy gần hết, rất nhiều ngư dân không còn đường sống, đành nhắm mắt đưa chân vào phủ họ Ly trong đó có em gái của Park An Tê. Khi cô em gái Park Riong Su mắt ngấn lệ nói với anh trai sẽ bán thân vào phủ, Park An Tê kiên quyết phản đối. Park Riong Su ngoài miệng hứa là thôi, nhưng đêm đến lại lẻn vào phủ họ ly. Ngày hôm sau, quản gia mang khế ước và tiền bán thân đến nhà, Park An Tê điên cuồng lao đến phủ họ ly, nhưng bị gia đình chặn lại, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết đuổi về. Về đến nhà, Bác An Tê nuốt lệ mời thầy lang đến chữa trị cho cha mẹ đang lâm trọng bệnh. Khoản tiền đã tiêu hết, nhưng cha mẹ vì thương nhớ con gái vẫn lần lượt qua đời. Một gia đình tốt đẹp, chưa đầy hai tháng, chỉ còn chưa lại một mình anh. Anh ghi lòng tạc giả lời cha mẹ dặn lúc lâm chung, kiên trì tập bơi lặn, ngày ngày xuống biển mò hải sâm, gắng dành dụng tiền để trục em gái về. Người tính không bằng trời tính, Gauriel vốn là thuộc quốc của Vương Triều Trung Nguyên sang năm nay, mức cống nạp thình lình tăng vọt, cao gấp mấy lần mọi năm, thuế trải lưới cũng vùn vụt tăng theo. Đã hai năm trôi qua, số tiền Park An Tê gom góp được còn không đủ để mua một con thuyền cũ, nói gì đến chuộc em gái. Tuyết bay mù mịt kín trời, Park An Tê càng đi càng thấy cõi lòng buốt giá. Đến trước cổng làng, anh đứng lại hồi lâu, rồi dứt khoát rẽ về phía phủ họ ly. 8 sau khi bán thân cho phủ họ ly, công việc hàng ngày của Bắc An Tê là quét tuyết rồi rắc muối xuống đất, để khi mặt đường đóng băng, người trong phủ đi lại không bị trượt ngã. Ngày ba bữa chỉ có cơm trắng hoặc bánh nếp và dưa muối cay. Vào hôm rằm mùng một, trong phủ sẽ ban cho mỗi người một chén rượu sâu du. Nhưng như thế đã tốt hơn rất nhiều so với cuộc sống của ngư dân. Ngày 15 tháng chạp, phủ họ ly trên dưới răng đèn kết hoa, chuẩn bị đón chào năm mới người ở tất bật suốt ngày. Đến bữa tối, trên bàn có thêm một vò rượu sâu du thượng hạng. Mọi người ăn uống vui vẻ, chốc sau đều đã ngà ngà, lên giường đi ngủ. Bác An Tê chẳng có tâm trí nào để uống rượu, anh nằm gối đầu lên cánh tay, nhìn trong trong lên trần nhà nghĩ ngợi. Sau khi vào phủ, anh mới biết, muốn tìm được em gái trong tòa dinh thự còn rộng lớn hơn cả làng trài, thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Quy định trong phủ họ ly rất nghiêm ngặt, đầy tớ trai và đầy tớ gái ở riêng hai khu bình thường vốn không có cơ hội chạm mặt nhau chỉ vào dịp năm mới tộc trường mở tiệc người trong phủ đều tập trung ở sân sau cúng tế đón năm mới hai bên mới có thể tiếp xúc còn có một điều khiến park an Tê cảm thấy khó hiểu đó là năm nào cũng có rất đông người bán thân vào phủ họ ly nhưng số đầy tớ mà anh thấy lại không nhiều đến vậy hai năm rồi không gặp không biết em gái có cao thêm được chút nào không Mấy hôm nay bận bịu hơn hẳn ngày thường, bác An Tê toàn thân mỏi như, nên nằm một lúc thì chìm vào giấc ngủ say sưa. Kết, thêm cửa bật lên tiếng kêu đinh tai, bác An Tê giật bắn mình choàng tỉnh. Anh nghĩ chắc do đầy tớ nào đó thức dậy ra ngoài, nên chờ mình định ngủ tiếp. Nếu phòng này cũng không có nữa, thì năm nay ông tổ lại đại khai sát giới đấy. Chào ôi, mong là vậy, chúng ta được sống là tốt rồi. Bác ăn tê tỉnh hẳn dưới ánh trăng lờ nhờ, anh nhìn thấy hai gã đội nón đen có mạng che mặt rón rén tiến vào phòng. Gã cao hơn móc trong ngực áo ra một ống tre đưa lên miệng thổi, phả ra một làn khói thơm nồng pha lẫn mùi tanh tanh. Vừa hít phải, anh lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt như không còn sức lực. đã uống rượu thuốc rồi, không cần phải thận trọng thế đâu. Cần tắc vô áy nấy, hành động mau lên hai gã nói to hơn chứ không còn thì thào nữa. Gã thấp lùn mở túi, trải tấm vải trắng xuống đất rồi xếp ngay ngắn lên đó hơn chục thanh tre, sau đó lấy lư hương ra, cắm ba que hương, rút mồi lửa châm nến trắng rồi quỷ xuống đất, miệng lầm rầm tụng niệm bằng một thứ tiếng không thể hiểu nổi. Gã cao cầm lấy một thanh tre, rồi lần lượt đưa tay vỗ khẽ vào đầu từng người ở đang nằm trên phản, giống như đang chọn dưa hống. park An Tê vô cùng lo sợ, cơ thể tê dại bất động thấy gã cao tiến lại gần anh cố nén sợ hãi nhắm mắt vờ ngủ khi bàn tay hắn sờ lên đầu anh anh cảm thấy ngón tay và lòng bàn tay của hắn thô giáp mà chắc nịch bên mép ngón tay có lông lá xù xì không giống như tay người tim park an tê đập thình thình như muốn vỡ tung lồng ngực gã cao lại vỗ mấy cái lên chán anh rồi mới chuyển sang người khác tiếng lầm rầm của gã lùn mỗi lúc một nhanh Bắc An Tê hé hé mắt nhìn, thấy gã cao đang trèo lên giường, bò dạp trên mình người nằm ở góc trong cùng, cởi quần của anh ta ra. Trong bóng tối, anh không nhìn rõ hắn làm trò gì với cơ thể của người đàn ông đó. Không lâu sau, hắn nâng cao ống tre, bước xuống giường, đưa cho gã lùn. Gã lùn cầm lấy ống tre, nghiêng đổ dịch lỏng bên trong xuống ngọn nến. Ngọn lửa kêu lên xèo xèo, bập bùng muốn tắt hai gã có vẻ căng thẳng nhìn khói bốc ra từ ba que hương một hồi lâu sau mới thở hắt ra có vẻ thất vọng tiếp tục đi gã lùn quang ống tre cho gã cao cảnh tượng dị thường khiến park an tê toàn thân lạnh toát tim gan phèo phổi co thắt như bị một bàn tay vô hình túm chặt anh chỉ biết gồng mình chịu đựng cơn sợ hãi này cố không để mình run rẩy anh biết nếu cựa quậy anh sẽ chết cứ lần lượt như thế hết người này đến người khác cuối cùng cũng đến lượt Park an tê gã cao trèo lên giường bò dạp trên người anh một luồng hơi tanh nồng nặc sộc vào trong mũi khiến anh muốn nôn nòe Park an tê nằm bất động mặc cho gã cởi quần mình ra cây mũi ướt rượt thở phì phò khiến anh nổi da gà gã cầm que tre nhọn đâm khẽ vào mẻ trong đùi phải của anh nặn ra mấy giọt máu rồi cầm ống che hứng Park an tê không kìm được cơn sợ hãi một luồng khí trào lên cổ họng bật ra tiếng rên thảm thiết. Mày chưa ngất sao, gã cao giật mình, ngẩng đầu nhìn Park An Tê, tấm mạng che bên diềm nón bay lên, để lộ ra khuôn mặt. Một khuôn mặt xám ngoét dị thường, đôi tay nhọn hoắt chìa ra ngoài vành nón, kẹp giữa hai mí mắt dài hẹp là tròng mắt xám xịt, cặp đồng tử màu đỏ máu láo liên như hai ngọn lửa. Sống mũi tẹt cùng với cái miệng nhô hẳn về phía trước, cằm rụt vào cổ, bên mép có mấy sợi dâu xám mọc lưa thưa đây nào phải mặt người rõ ràng là mặt cáo là hắn phải không gã lùn nhảy phóc lên giường banh mắt anh ra park an tê mở mắt thấy cái mũi cáo sắp chạm vào mắt mình thì kinh hoàng vùng mạnh và đột ngột nhận ra mình đã có thể cử động gã cao ghì lấy park an tê mừng rỡ reo lên chắc phải đấy mau lên hãy để cho hắn sống đến tết gã lùn nhếch mép lộ ra những cái răng nhỏ xíu tiếp tục liến thoáng cây thư tiếng lạ lung. park An Tê đôi mắt lờ đờ, đồng từ giãn rộng, anh ngừng dãy rủa chìm vào hôn mê. Hai gã người cáo đổ máu của park An Tê xuống ngọn nến. Ngọn lửa bỗng biến thành màu xanh lam, khói tỏa ra từ ba que hương tụ thành hình đuôi cáo. Gã lùn thổi tắt ngọn nến, ghép được một đôi. Thế là năm nay đã hoàn thành nhiệm vụ trước ông tổ rồi. 9. Quản gia hò hét ầm ĩ hồi lâu, đám người ở mới lào đảo bò dậy cuống quýt mặc quần áo. Bác An Tê đùi cậu có nốt ruồi son kìa. Li Hi Heon kêu lên. chắc là giận cắn thôi. Bác An Tê cạy vảy máu. búng đi. người có nốt ruồi son trên đùi mang dòng máu của cáo chín đuôi đấy. anh đừng nói bừa. ha ha giận cắn ở chỗ này chắc là giận cái rồi. mấy gã người làm chỉ vào cái vảy bên mé đùi anh chiêu chọc vẫn chưa chịu ra ăn rồi đi làm à? Quản gia bước vào phòng, dáng người cao lênh khênh, che hết nửa ánh sáng, đưa mắt nhìn khắp lượt đám người ở, bắc ăn tê, bắt đầu từ hôm nay, người không cần làm việc vặt nữa, tộc trưởng bảo cho ngươi đến canh giếng muối. Mau mặc quần áo vào, tộc trưởng có chuyện muốn dặn. Ta đợi ngươi ở ngoài. Muối của phủ họ ly nổi tiếng khắp Goriel. Nghe nói là do ông tổ nhà họ Ly hơn 100 năm trước đã phát hiện ra một giếng muối ở đây. Muối trong giếng hạt trắng tinh, vị mặn thơm chứ không chát, dùng nêm nếm đồ ăn rất ngon. Chỉ sau vài năm đã trở thành cống phẩm cho triều đình, nhà họ Ly cũng nhờ đó mà phát tài, tích lũy được gia sản cách xu. Để bảo vệ giếng muối, phủ họ Ly đã xây riêng một khu vườn, mỗi năm tuyển một nam một nữ đưa vào canh giếng muối, hết một năm lại chọn người mới đôi nam nữ canh giếng muối sau khi ra khỏi khu vườn sẽ kết thành vợ chồng được ghi tên vào ra phải nhà họ ly với đám người ở canh muối là công việc đáng mơ ước không ngờ vận may lại rơi vào bắc an tê mới vào phủ được vài tháng ban đầu bắc an tê định vào phủ để tìm em gái rồi cùng nhau bỏ trốn nào ngờ lại bị phái đi canh giếng muối anh ngẩn ra một lúc nhưng nghĩ đến công việc đầy hứa hẹn trong lòng cũng không còn thấy băn khoăn trước những ánh mắt trầm trồ, chúc mừng, đố kỵ của mọi người, Bắc An Tê dè dặt theo quản gia đến gặp tộc trường. Tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, trên mặt chi chít đồi mồi, cất giọng the thế căn dặn vài câu, sau đó, Bắc An Tê ôm theo quần áo và chăn ra vườn. Khu vườn không rộng, nền đất trải sỏi phẳng ly, không có lấy một mọn cỏ dại, góc Tây Bắc có một căn nhà nhỏ nằm trơ trọi, bên cạnh là nhà xí. Chính giữa vườn là giếng muối mang lại sự giàu có cho nhà họ Ly trong suốt 100 năm qua. Nắp giếng đúc bằng sắt, giằng xích sắt to bằng cổ tay, khóa lại bởi một ổ khóa bằng đồng to bằng nắm đấm. Có lẽ bởi sau Tết sẽ được đưa vào gia phải nhà họ Ly nên quản gia tỏ ra tử tế với Bắc An Tê hơn hẳn. Ông ta căn dặn anh các quy tắc cần tuân thủ, trước khi đi còn tít mắt cười, vỗ vai anh nói, một lát nữa, cô gái được chọn sẽ tới. Park An Tê khom lưng chào, tiễn quản gia đi, sau đó dọn dẹp sạch sẽ căn nhà nhỏ bụi bặm, rồi ngồi phệt xuống thềm đá trước cửa, thấp thỏm chờ đợi người vợ tương lai. Không biết cô ta trông như thế nào, tính nết có hiền dịu hay không? Đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống sau này, Park An Tê đã quên hẳn cô em gái Park Ryong Su. Khi bản lặn tóc bạc kể tới đây, tôi đã lờ mờ đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhưng vẫn còn một số tình tiết cụ thể chưa thật hiểu lắm. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, bao nhiêu hình ảnh đã qua cứ vùn vụt hiện trong trí não. Tại sao tôi lại đến đây? Nguyệt Bính đã đi đâu rồi? Trong lòng đầy dẫy muộn phiền, khiến tôi không còn tập trung lắng nghe được nữa. So he ngồi khoanh chân ở góc tường, hai tay chống cằm lắng nghe hết sức chăm chú. Nghe con cáo chín đuổi nghìn năm tuổi kể những chuyện kiếp trước, kiếp này trong khung cảnh đầy kinh dị trước mặt, với tôi, thực chẳng thích thú chút nào. Tôi đặng hắng mấy tiếng ra vẻ sốt ruột, ý muốn dục bà lão hãy đi thẳng vào chuyện chính. Bà lão trao mày, nam hiểu lâu, thanh niên phải biết kiên nhẫn, đừng có nghĩ rằng ta nhiều lời. Phải nghe cho hết câu chuyện này, anh mới hiểu được. Nhưng ít nhất thì bà đổi qua chỗ khác rồi hãy kể chứ căn phòng trồng chất xác chết, tôi có thể nghe được đến lúc này là đã cố gắng lắm rồi. Trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn bấm bụng ngồi im. Ồ, anh nghĩ rằng tôi muốn bị giam cầm ở đây lắm sao? Bà lão như thể nhìn thấu tâm can của tôi vậy. Đừng mắt lời bà, so he chề môi lường tôi. Bà ơi, bà không sao chứ? Có cần con lên tàu điện ngầm tìm cho bà ít đồ ăn không? Không cần, ăn thịt người cả nghìn năm, thế là quá đủ rồi. Tôi nghe mà đầu óc muốn vỡ tung, tôi nghĩ tôi có thể ngồi đây nghe bà già này kể chuyện, đúng là sắt thép chứ không phải là người. 10. Nhưng Park An Tê không thể ngờ được rằng, cô gái được chọn đến canh giếng muối cùng mình lại chính là cô em gái Park Ryong Su. Anh em gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi, nghĩ đến chuyện hai anh em có thể được đưa vào gia phả nhà họ Ly, cả đời không còn phải lo chuyện ăn mặc Park An Tê cũng không còn nuối tiếc gì khi không thể lấy được vợ. Tối hôm đó, Park Ryong Su nấu một bữa cơm thịnh soạn. Hai anh em cơm nước xong xuôi, cùng kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong hai năm qua. Park Ryong Su nói việc của mình là trồng hoa trong khuôn viên dành cho nô bộc nữ. Cô chỉ kể qua loa vài câu, rồi ngồi im nghe anh trai kể về chuyện đi bắt hải sâm. Park An Tê say sưa kể, không biết đã đến nửa đêm từ lúc nào. Nước gaulriel coi trọng lễ tiết nho giáo, tuy là anh em ruột, nhưng sau khi trưởng thành cũng không thể ở chung một phòng. Bác Ante ôm chăn kê phản ngủ ngoài cửa, đã quen với cuộc sống bần hàn, anh chẳng hề sợ hãi cái giá lạnh của tháng chạp. Từ trong nhà vọng ra tiếng thờ đều đều của bác Riong park Bác Ante chờ mình, nhìn ra giếng muối giữa vườn. Quản gia nói với anh rằng, sở dĩ phải bố trí người canh giếng muối là do giếng muối này giống như cơ thể sống. Tháng nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 5 và mùng 10, người canh giếng phải mở nắp thả gà, cá xuống đó để cho nó ăn. Đến ngày 30 Tết, muối đã bám đầy thành giếng, đôi nam nữ canh giếng sẽ xuống đó đào lấy từng vỉa muối, mang lên, đem nghiền thành hạt nhỏ. Nếu tiết lộ bí mật này, giếng muối ắt sẽ bị cho là tà vật và bị hủy hoại. Đôi nam nữ canh giếng muối năm nay mắc bệnh đậu mùa phải đưa ra khỏi phủ để chữa trị, nên tạm thời chọn một đôi nam nữ thật thà đáng tin cậy trong phủ để thay thế. Anh em Park An Tê đã may mắn được chọn. Năm mới mỗi lúc một gần, tiết trời ngày càng giá lạnh. Hai anh em cứ đúng ngày đúng giờ lại ném gà ném cá xuống giếng. Mắt thấy vỉa muối bên thành giếng bám ngày một giây, hai người trầm trồ ca ngợi hết lời. Ngày 30 Tết, bên ngoài vườn muối, pháo nổ rền vang suốt cả ngày trời quản gia dẫn theo phu muối vác dây thừng, sọt, đục và búa đến. Hai anh em buộc dây thừng thật chắc ngang lưng, nhìn xuống giếng muối sâu hun hút không thấy đáy, trong lòng cũng thấy trờn trờn. Dù sao cái giếng trước nay đều được nuôi bằng vật sống, ngộ nhỡ nó cũng ăn cả thịt người thì sao? Xuống đi, khi nào quay lên, hai người sẽ trở thành người của nhà họ ly. Quản gia mỉm cười, nếu cái giếng này ăn cả thịt người thì hơn 100 năm nay, muối của nhà họ ly lấy ở đâu ra anh ơi em sợ lắm park ryong su cắn môi không dám xuống tôi xuống một mình được không park an tê hỏi quản gia bực mình quát lớn phải hai người cùng xuống âm dương hòa hợp thì mới lấy được muối chân lý này nhà họ ly phải hy sinh mất mười mấy mạng người mới ngộ được ra đấy nghe nói vậy park an tê thấy ớn lạnh trong lòng quản gia nói vậy khác nào khẳng định đã có mười mấy mạng người vùi chôn dưới giếng. Vỉa muối bám trên thành giếng bắt sáng long lánh, dưới giếng có sương mù bốc lên nghi ngút, Park An tê tưởng như đó là vô số linh hồn đang bay giật giờ, lại càng thêm ớn lạnh. Năm nào cũng chỉ thu hoạch muối vào ngày này, quản gia chắp hai tay ra sau lưng, khinh khỉnh nói, nếu hai người không chịu xuống, chắc chắn sẽ không còn đường sống. Park An tê nghiến chặt răng, bước vào trong sọt, em ơi, chúng ta xuống. Anh sẽ bảo vệ em. Park Ryong Su gật đầu, theo anh bước vào trong sọt. Đám phu muối kéo dòng dọc, thả sọt đưa hai anh em xuống giếng. Park An Tê thổi mồi lửa châm nến, vỉa muối dày phản xạ ánh nến khiến xung quanh lập tức sáng bừng. Anh cũng thấy an tâm hơn ít nhiều. Hai anh em ngồi dựa lưng vào nhau, bắt đầu đục các vỉa muối chốc chốc lại có những sọt nhỏ từ trên miệng giếng thả xuống cho họ chuyển muối vào đó rồi lại kéo lên hai anh em cặm cụi đục muối trong khoảng thời gian tàn hai cây nến mà không xảy ra chuyện gì không khí dưới giếng ẩm ướt một ngạt vô cùng hai anh em đã đục được hơn ba trưởng mồ hôi ướt đẫm áo anh ơi em mệt quá park ryong su dù sao cũng là con gái đã mệt rã rời không còn sức để đục tiếp nữa em cố lên rồi chúng ta sẽ được đổi đời park an tê vừa hăm hở đục muối vừa khích lệ em gái cái sọt rất nhỏ hai anh em không đủ không gian nhúc nhích chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ làm việc park an tê dáng một nhát búa mấy vụn muối bắn vào mắt cây xè. anh dụi mắt nước mắt cứ thế chảy ràn rủa đột nhiên anh cảm thấy có một lực hút rất nhẹ kéo căng làn da mặt anh giật mình vội mở mắt ra và thấy mấy giọt nước trôi lập lờ trước mắt rồi chui tọt vào vách đá. Anh đưa tay sờ lên mặt, thấy vẫn khô ráo, không thấy nước mắt đâu nữa. Đúng lúc ấy, cây nến bụp một tiếng cháy bùng lên sáng rực, vỉa muối như một tấm gương, phản chiếu khuôn mặt của anh và cô em gái sau lưng. Bắc An Tê choáng váng như bị trúng một cú đấm trời giáng. Đằng sau anh là một con quái vật đầu cáo, mặc quần áo của cô em. Đang giơ cẳng tay đầy lông lá cầm búa gõ vào viêm muối, anh ơi, em kiệt sức rồi. Á, yêu quái, cứu tôi với, từ trong lòng giếng vọng ra tiếng kêu rú thảm thiết, át cả tiếng pháo nổ chào đón năm mới. Đậy nắp giếng lại, quản gia ngừng đầu thở dài, còn một canh giờ nữa là sang năm mới. Năm nay, hai người có thể gặp được ông Tổ, cuối cùng thì cũng tìm thấy. Ánh trăng dọi xuống thân người cao lớn của quản gia. Rành rành là bóng của một con cáo đang đứng thẳng. 11. Tiệc đón năm mới của nhà họ Ly đã bắt đầu, không khí sực nức mùi thuốc pháo, lũ trẻ xách những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xíu vui đùa rộn ràng. Đám người làm tấp nập dọn các món ngon lên sân lớn, mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Tiếng pháo mỗi lúc một giòn giã, giờ tí sắp đến. Quản gia hắng giọng, lớn tiếng hô, nhập tiệc giao thừa. Người ở chia thành hai bên nam nữ, ngồi ăn ở góc sân. Giữa sân bày bàn tiệc chính, người nhà họ Ly chia theo vai vế dự tiệc, 24 bó đuốc nhựa thông cao quá đầu người cháy rừng rực, khiến cả sân lớn ấm cúng lạ thường, không còn cảm thấy hơi giá lạnh mùa đông. Chiếc ghế thái sơ kê giữa bàn tiệc chính vẫn để trống, đó là chỗ ngồi của ông tổ họ Ly. Khi nào tộc trưởng đương nhiệm thỉnh bài vị của ông tổ đến, yến tiệc mới bắt đầu. Ly Hi Ho Heon Đầy tớ ở cùng phòng với Park An Tê trước đây tìm khắp mấy lượt vẫn không thấy Park An Tê đâu. Thầm nghĩ chắc Park An Tê canh giếng muối không nghiêm nên bị xử quyết mất rồi. Im lặng, quản gia hô lớn, cung thỉnh tổ tiên. Cả khoảng sân lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng đuốc cháy tí tách. Từ ngoài sân, tiếng nhạc vang lên, có tiếng bước đều từ từ tiến lại gần, thi thoảng còn có vài tiếng ho hắng giả nua. Kết, cánh cổng từ từ mở ra, mấy thanh niên trai tráng mình trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại khiêng một cái kiệu nhỏ dán đầy giấy vàng đi vào. Tộc trưởng kính cần đi bên trái kiệu, chốc chốc lại vén rèm nói nhỏ vài câu. Li Ho Hoan hô ngẩn người, lẽ nào người trong kiệu chính là Li Jun, người gây dựng nên phủ họ ly Nhưng con người đâu thể sống đến hơn trăm tuổi, gã lấy làm lạ, lén nhìn sang những người ở khác, lại càng giật mình kinh hãi. Cả đám đầy tớ ai nấy ánh mắt vô hồn, sắc mặt đờ đẫn, cơ thể đung đưa đều đều sang hai bên trái phải. Kiệu dừng lại trong sân, lại một chàng ho khản đặc vọng ra, nghe khô rít như gió lùa qua ống bể hòng. Tộc trưởng quỳ xuống đất, hai tay đặt trên chán, cúi dạp người cung kính hành lễ. Miễn lễ, trong kiệu vọng ra giọng nói thê thế, không hề già nua như tiếng ho vừa nãy. Tộc trưởng đứng dậy, vùi bụi trên quần áo rửa tay trong thao đồng đã chuẩn bị sẵn rồi chui vào trong kiệu, ấm ra một đứa bé chừng ba tuổi. Ông Tổ, năm nay đã tìm thấy rồi, tộc trưởng khẽ khàng đặt đứa bé xuống đất. Đứa bé thở dài, ngày càng hiếm hoi, thế mà năm nay lại tìm được một đôi, đúng là ông trời phù hộ cho nhà họ ly chúng ta. Hai người bước về phía ghế thái sư, thản nhiên như giữa trốn không người. Tộc trưởng bế đứa bé lên, đặt mồi ngay ngắn trên ghế đứa bé đưa mắt nhìn khắp lượt, khiêng chúng tới đây, phá giải huyền thuật. Vẫn theo lệ cũ, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Ánh đuốc rừng rực chiếu lên khuôn mặt đứa bé, Li Hiô kinh hoàng toát mồ hôi lạnh, ngự trên vóc dáng đứa bé ba, bốn tuổi kia lại là một bộ mặt già đanh. Lồng mày lưa thưa vài sợi, bọng mắt sưng to như hai quả táo tàu, nếp nhăn chẳng chịt khắp mặt. Tộc trưởng gật đầu ra hiệu với quản gia, quản gia hít sâu một hơi rồi niệm lầm rầm một hồi như bùa chú. Toàn bộ người trong sân bỗng như sống lại, hoạt động bình thường. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy có người ngồi trên ghế thái sư, đám đầy tớ đều rộn lên kinh ngạc, đến cả người nhà họ Ly cũng vô cùng sửng sốt. Ta chính là người lập ra gia nghiệp của họ Ly, Ly Jun. Đứa bé đứng trên ghế thái sư, trông hết sức hoạt kê. Ly Jun cười, Chắc các ngươi đang thắc mắc cớ sao ta lại sống thọ hơn 100 tuổi phải không? 100 năm trước, cáo chín đuôi làm hại người Gauriel, ta là Pháp Sư Sa Man, có sứ mệnh sum núi tiêu diệt cáo chín đuôi. Sau nhiều năm lần theo tung tích, ta phát hiện sau khi cáo chín đuôi biến thành người, tất cả đều tập trung ở đây để trải qua hai lần độ kiếp. Để loại bỏ hoàn toàn cáo chín đuôi, ta đành phải ăn gan của chúng để kéo dài tuổi thọ của mình nhà họ Lôi cũng nhờ vào khí của cáo chín đuôi mà vẫn thế lên vùn vụt như diều gặp gió, trở thành gia tộc danh giá nhất vùng trong 100 năm qua. Danh dự và sứ mệnh của Sa Man khiến ta không bao giờ quên rằng, phải tiêu diệt những kẻ mang dòng máu của cáo chín đuôi trong người, tránh để lại biến thành cáo chín đuôi, làm hại người dân. Năm nay, ta lại phát hiện ra cáo chín đuôi, mong các ngươi hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của ta, việc ta sẽ làm, có lẽ sẽ khiến các ngươi khó hiểu nhưng ta làm vậy, hoàn toàn vì sự bình an của các ngươi. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Li Jun, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Có điều truyền thuyết kinh dị cáo chín đuôi ăn gan người biến thành người lâu nay vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng người dân sống ở xứ này. Khiêng lên đây, Li Jun giơ hai tay lên cao, thét lên một tiếng, giọng nói rin rít nghe thật chói tai, cứ như xuyên thủng màng nhĩ. Gió mạnh ập ào thổi tới, những ngọn đuốc nhựa thông gần như tắt lụi, nhưng ngay sau đó lại cháy bùng lên. Kết, ủn lại mở ra, mấy gã trai tráng khiêng kiệu khi nãy khệ nệ vác vào hai cái sừng hấp to tướng, cao bằng nửa thân người, bốc khói nghi ngút, đặt ở chính giữa bàn tiệc. Tộc trưởng xé lá bùa màu vàng dán trên sừng rồi mở nắp ra. Khói trắng bốc lên ngùn ngụt, hơi nóng hầm hập phả ra khiến tất cả mọi người gần như không thể mở mắt. Đến khi khói tan dần, hiện ra hai con người trần như nhộng đang khoanh chân ngồi trong sừng hấp đám người ở kinh hãi kêu rú lên ầm ĩ một trong hai người bị hấp chính là bắc an tê còn cô gái kia tóc dài phủ mặt nhìn không rõ dáng người cũng đã bị hấp chín họ chính là các chín đuôi ly diu trèo lên bàn tiệc nếu ăn thịt họ có thể kéo dài tuổi thọ gia tộc phồn vinh và các ngươi sẽ được chấp nhận là người họ ly đời đời hưởng vinh hoa phú quý ngoài người nhà họ Ly, đám người ở đều kinh hồn bạt vía chạy giạt đi, thậm chí có người còn nôn thốc nôn tháo. Lũ trẻ gào khóc ầm ĩ trước cảnh tượng hãi hùng, các bà mẹ vội ôm chặt lấy con, bịt mắt chúng lại. Không biết ai hô lên một tiếng, rồi người nhà họ Ly nhất tề đứng dậy, cùng tiến lại bên sừng hấp, thản nhiên bắt đầu bữa tiệc thịt người. Đám người ở ai nấy mắt trợn trừng kinh hãi nhìn đám người nhà họ ly như đang lên cơn cuồng dài. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của lũ tráng đinh, bắt đầu có người rè rặt tiến lên, nhập vào đám người nhà họ ly. Số người đi theo cứ đông dần, đông dần, có kẻ vừa ăn, vừa bật khóc nức nở. Chú, những lời bịa đặt mà chú theo dệt ra, chính chú cũng bị mắc lừa sao? Trước cổng bỗng xuất hiện một cô gái chừng 17-18 tuổi, xiêm y trắng toát, mái tóc đen mướt không có gió cũng tung bay hai chân không hề nhúc nhích mà lướt vào trong vườn như cơn gió. Ly trầm áp, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Ly Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, vài bông tuyết lả tả rơi xuống, đậu trên khuôn mặt chẳng chịt nếp nhăn của Ly Dương, từ từ tan chảy. 12. Họ đều là cáo chín đuôi sao? Ly trầm ắt chỉ vào những người đang xúm xít quanh sưởng thịt người. Họ ít nhiều đều mang dòng máu của cáo chín đuôi. Li Jun hơi cụp mắt xuống, đưa tay phải lên gãi cầm, cho nên luôn tiềm ẩn bản tính ăn thịt người. Chú đã bày ra cách cục âm mộ chấn thi, giam cháu dưới giếng muối, để canh thi thể của cha mẹ, lại còn thả gà sống, cá sống xuống đó để nuôi cháu không chết. Dùng muối kết tinh từ nước mắt khóc thương cha mẹ của cháu để khiến gia tộc phồn thịnh. Những điều này cháu đều có thể chấp nhận, bởi đó là số phận của cháu. Nhưng chú nên biết rằng đạo trời tuần hoàn, vạn vật đều có sinh có tử. Chú tàn sát hậu duệ của cáo chín đuôi, ăn gan của họ, tìm cách trường sinh làm trái đạo trời. Bởi vậy ta muốn tất cả mọi người cùng ăn, như vậy mới có thể át bớt hung khí, thuận với lẽ trời. Ly Dun nhìn Ly Trầm A thèm khát, tiếc là người mang dòng máu cáo chín đuôi thuần trùng ngày càng ít oi. Cha cháu không nói cho chú cách phá bỏ cách cục âm mộ chấn thi. Nên chú không biết, hai anh em ruột mang dòng máu của cáo chín đuôi cùng vào âm mộ, lời nguyền sẽ được hóa giải. Đôi nam nữ bị đưa xuống giếng lần này chính là hai anh em ruột, bởi thế, cháu đã có thể thoát ra, kết thúc mối ân oán trăm năm này. Chú, chú ăn thịt cáo chín đuôi suốt bao nhiêu năm nay, nên bị quả báo, biến thành hình dạng như bây giờ. Chú thấy sống thế này có ý nghĩa gì không? Ly trầm A vươn hai tay về phía trước, những móng tay vùn vụt mọc dài rồi quặp lại thành 10 cái vốt đen xì. Hai dòng lệ máu từ khóe mắt dì ra, chảy dài xuống bên khóe miệng, nhuộm đỏ đôi môi trắng bệch. Sống, kiểu gì cũng hơn là chết. Ly dít cười nhạt, sát nghiệp của ta quá nặng, nếu chết, 18 tầng địa ngục cũng không đủ để chứa ta. Sau khi chết, chú nhớ kể cho tôi biết, địa ngục trông như thế nào. Ly chợ A à bước tới trước mặt Ly Jun, rồi vung tay đâm thẳng bộ vuốt vào giữa cổ họng của hắn một tia máu bắn phọt ra ngoài. Li Jun kêu khò khè trong họng, máu trào vào trong cổ khiến hắn ho sặc sụa. Quả nhiên, chỉ có sự đau đớn mới khiến ta có cảm giác còn giống như một con người. Những kẻ vừa súng vào ăn thịt hai anh em Park An Tê đều đã lăn ra ngủ như chết. Trong sân, chỉ còn lại một con cáo chín đuôi và một pháp sư sa man. Li trầm A rút móng vuốt ra, nhìn vào lỗ thủng đẫm máu trên cổ họng Li Jun, trong đồng tử chợt lóe lên một vệt đỏ tươi, sắc đỏ nhanh chóng lan ra khắp mắt, khuôn mặt trắng muốt từ từ mọc lên những sợi lông tơ dày đặc, sống mũi sụp xuống, chóp mũi vươn dài nhọn hoắt. Cuối cùng thì ngươi cũng không thể kiểm soát được bản tính của cáo. Máu người đã khiến người hiện nguyên hình, Ly Jun đưa tay ôm lấy cổ, cơ thể teo quắt đổ vật xuống ghế thái sư. Hắn gầm lên, "Sự thực là từ lâu ta đã biết cách để giải thoát cho ngươi." chính ta đã giản xếp tất cả. Hãy tỉnh lại đi, chủ nhân của ta. Li Yun há hốc miệng, thở hồng hộc, cơ thể vùn vụt phồng lên như bơm bóng. Bên dưới làn da bị kéo căng hiện lên vô số đường chỉ li ti chằng chịt như mạng nhện. Bụp một tiếng ghê rợn, bộ da vỡ tan tành. Trong cơn mưa máu tơi bời, một tấm da người giật giờ rơi xuống, trùm lên đầu rồng trên lưng tựa của ghế thái sư. Li Hiêu Heon nãy giờ nằm dạp trong bụi cỏ, nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc. Đầu hắn đau nhức như búa bổ, vô số cảnh tượng quái dị vùn vụt hiện ra. Hắn ôm đầu lăn lộn, kêu gào thảm thiết. Một hồi lâu sau, hắn từ từ đứng dậy, ngửa mặt nhìn một trời tuyết rơi mờ mịt, bị phong kín suốt bấy nhiêu năm nay, cuối cùng thì ta cũng đã hồi tình. Hỡi cháu gái của ta, ta mới chính là Ly Jun, là chú của cháu đây. Ly trầm A lúc này đã biến thành cáo chín đuôi, nghiêng đầu nhìn Ly Jun thật một chốc, rồi thình lình lao tới. Ly Jun nhảy sang bên cạnh tránh né, rồi xoay tay chụp lấy cổ của Ly trầm A, tiện đà đập mạnh đầu của nàng vào bức tường bên cạnh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Ly Jun cứ thế đập lia lịa cho đến khi Ly trầm A bất tỉnh nhân sự, mềm rũ như sợi bún, mới quẳng nàng xuống đất rồi rào bước đến bên bàn tiệc cầm đôi đũa bạc quay lại, cắm phập vào hõm xương đòn của nàng, găm chặt lên tường. Ly trầm A lại biến thành hình người, rú lên một tiếng thảm thiết rồi tỉnh lại. Hắn chỉ là con rối bệnh ta chế ra để chịu quả báo thay ta mà thôi. Ta đã khóa chặt ý thức của Ly Jun, chỉ là để chờ đợi ngày này. Ly Yun nhổ một cây đuốc, đặt dưới chân Ly trầm A, ăn gan cáo chín đuôi sẽ trường sinh bất lão. Ta nuôi cháu bao nhiêu năm nay, chỉ là để đợi cháu trưởng thành, biến thành cáo chín đuôi giúp ta tăng thêm vận thế mà thôi. Lửa đuốc liếm vào chân của ly trầm A, khói đen bốc lên nghi ngút. Ly trầm A hai tay bám lấy tường ra sức dãy rủa mái tóc đen bóng chốc bạc trắng, khuôn mặt xinh đẹp nổi đầy nếp nhăn, kêu lên thảm thiết, ngươi quả là tàn độc. Ha ha, trong thế giới này chẳng có ai lương thiện cả. Ly run cầm lên con dao nhọn hoắt, người lương thiện khó mà sống lâu. 13. Kể đến đây, bà lão không nói nữa mà cúi gục đầu, bờ vai gầy đét run lên lầy bẩy So he đã bật khóc, kêu lên, bà ơi. Ly trầm a vùng vẫy, rằng đứt mất mấy giải thịt đang bám chặt vào cơ thể. Những người bị giam cầm trong đống thịt giống như đã ngủ, nằm co quắp bất động. So he, bà không sao. Ly trầm a cười buồn bã, bao năm qua, con đã phải chịu khổ cùng ta không ít. Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng, một cơn thịnh nộ không thể kìm chế bốc lên trong tâm khảm. Nam hiểu lâu, đến khi tỉnh dậy, ta đã thấy mình bị giam cầm ở đây rồi. Đôi mắt đục ngầu của ly trầm A à bỗng toát lên vẻ hiền từ, ít nhiều xoa dịu bớt cơn nộ hỏa trong lòng tôi. Ta không biết tại sao Ly Jun lại không giết ta, ta đã suy nghĩ suốt một nghìn năm nay mà vẫn không sao hiểu nổi. Cứ ba tháng, lại có người đưa vài cỗ xác tới cho ta ăn, sau đó lại khoét đi một mảnh trên đống thịt này. Cứ hết lượt người này đến lượt người khác được đưa tới, y phục thay đổi không ngừng. Cho đến 20 năm trước, cuối cùng ta đã học được cách điều khiển bộ tóc của mình. Những kẻ tới đây đều bị ta giết chết. Tìm tôi bỗng thoát lại, tôi vừa nghĩ đến một thứ. Thái Tuế, Thái Tuế, Ly Trầm A lại một lần nữa nhìn thấu tâm tư của tôi, là gì kia? Tôi không dám quả quyết, Bèn Định Thần lại nói: Bà ơi, tôi có thể lại gần nhìn được không? Được chứ, những người này khi đã ăn no, sẽ ngủ suốt ba ngày ba đêm. Nhưng anh phải thận trọng đấy, ta không khống chế được họ đâu. Tôi rút con dao găm khỏi bao dao bên thắt lưng, tiến lại gần đống thịt, cố gắng chịu đựng mùi hôi tanh nồng nặc sộc vào trong mũi, nghiến răng khoét lấy một miếng, rồi đặt trong lòng bàn tay quan sát. Miếng thịt này không có mạch máu, cũng không có dây thần kinh, đó chỉ là một miếng thịt trắng ẩn, sờ vào hơi mềm, trông như cục thạch đông. Anh có biết đó là gì không? So He bước tới đưa tay sờ, bà không bao giờ cho tôi sờ vào nên tôi không biết. Tôi lấy mũi dao khều miếng thịt, đắn đo một lát, cuối cùng đánh bảo nhắm mắt ném miếng thịt vào trong miệng nuốt chừng. Anh dám ăn à? So He trợn tròn mắt, miệng há hết cỡ, sắc mặt đầy vẻ ghê sợ. Tôi thầm nghĩ bao năm nay cô nhìn người ta khiêng xác chết đến cho bà cô ăn còn không thấy ghê giờ tôi ăn một miếng cô ghê cái nỗi gì một lát sau thấy bụng giả không có gì bất thường tôi mới dám khẳng định phán đoán của mình bà hả đống thịt đang giam cầm bà gọi là thái tuế hay nhục linh chi nó sống ở dưới lòng đất nghe nói sống nhờ ăn vật thôi giữa đó cũng chính là thứ thuốc trường sinh bất lão mà hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tân Thủy Hoàng luôn khát khao tìm kiếm. Thời Tống từng có người đào được miếng thịt thái tuế trắng to chừng một thước, được coi là loại thái tuế cực phẩm, trông giống như nấm, nhưng khi thái ra, bên trong lúc nhúc toàn run sống to bằng ngón tay. Ý của anh là miếng thịt thái tuế này đã nuôi dưỡng ta, rồi lại hút máu của ta để nuôi dưỡng chính nó hai loại thịt có thể khiến người ta trường sinh bất lão, hợp lại có thể khiến ly run trường thọ vĩnh viễn. Tôi lại liếc nhìn đống thịt trồng chất, vừa rồi quá kinh hoàng nên không để ý, lúc này càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm, tôi vội bịt miệng rồi chạy đến góc tường, đợi tôi nôn đá. Tôi nôn khan một hồi, dạ dày nhộn nhạo muốn tràn lên tận cổ họng. Rồi tôi lau miệng, đón lấy chai nước so he đưa cho, dốc một ngụm thật lớn, nhưng ộc một tiếng lại nôn ra hết. Nước quái gì thế này? Nước nhỏ ra từ cống ngầm, so he thật thà đáp. Tôi lại nôn thốc nôn tháo. 14. Cho đến khi gần như tống hết ruột non ruột già ra ngoài, tôi mới thở hồng hộc, từ từ ngồi phịch xuống góc tường, toàn thân rời rã không còn hơi sức. Bà, giờ thì, điều tôi muốn biết nhất, chính là thân thế của tôi. Ta không biết, ly chợ A một câu gọn lòn. Tôi đờ người, ngồi nghe bà ta rông dài cả buổi, tưởng tôi cũng là một nhân vật nào đó trong chuyện, hóa ra vẫn chỉ là thính giả. 20 năm trước, ta dùng bộ tóc để giết chết những kẻ đưa thi thể tới đây, thực chất là muốn để mình chết đói. Chẳng có ai lại muốn sống đời giam cầm tù túng thế này. Cho đến một ngày, có bốn người bất ngờ xuất hiện, diện mạo và trang phục rất khác nhau, dường như có bản lĩnh của Pháp Sư Sa Man, khiến bùa tóc của ta cũng vô tác dụng. Ta nghĩ, cuối cùng thì Li Jun cũng quyết định ăn gan ta, nhưng ta không thấy sợ, dù sao từ lâu ta cũng không buồn sống. Nhưng họ lại mang tới sáu đứa bé, bảo ta chọn ra đứa tài giỏi nhất. Cáo chín đuôi đều có tài xem tướng, ta không rõ ý đồ của họ, nên mặc kệ cho họ giày vò ta đủ cách, cũng quyết không hé răng. Ly trầm A kể đến đây, trước mắt tôi chợt hiện ra cảnh một đám người súng vào hành hạ dã man một bà lão bị giam cầm trong lòng bỗng dấy lên niềm thương xót. Cho đến cuối cùng, họ dơ cao những đứa bé lên đỉnh đầu, dọa rằng nếu ta vẫn không chịu nói, sẽ quật chết tươi cả sáu đứa, ta không đành lòng, liền quan sát khí của bọn trẻ. Sáu làn khí, hai trắng hai xanh, một vàng một đen. Khí trắng bản tính hiền lành, khí xanh bản tính ngạo mà không kiêu, khí vàng bản tính độc ác khó dậy, khí đen bản tính xấu xa quỷ quyệt. Ta ngẫm nghĩ một lát rồi quả quyết, hai đứa bé có khí trắng ở ấn đường là tài giỏi nhất, còn đứa bé có khí đen tâm địa độc ác nhất. Bốn người bàn bạc một lát, quả nhiên đã mắc mưu. Họ cho rằng ta cố tình nói tốt thành xấu, nói xấu thành tốt để đánh lừa họ, liền giao đứa bé gái mang khí đen cho người phụ nữ duy nhất trong đám. Một gã vừa béo vừa lùn bế lấy đứa bé gái mang khí xanh và đứa bé trai mang khí vàng. Một gã đen sảm, gầy quát, Đeo kính chọn đứa bé trai có khí xanh và đứa bé trai có khí trắng. Còn đứa bé gái có khí trắng bị vứt lại ở đây. Gã còn lại, cao gầy lêu đêu, lấy giấy bút ra viết chữ lòng ngoằng, đặt tên cho bọn trẻ, Quý Khoa, Kuroba Desu, Tsukino Kiyo, Yêu Nguyệt Vô Hoa, Nam Hiểu Lâu. Bà nói gì, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rằng chuyện này kiểu gì cũng có liên quan đến tôi, nhưng khi ly trầm A nói ra, Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Đầu óc trống rỗng, tôi ngây thộn nghe ly trầm A nói tiếc. So He chính là bé gái mang khi trắng bị bỏ lại. Nam hiểu lâu, chớ hỏi ta đã nuôi nó bằng cách nào, không một ai muốn nghĩ đến điều đó. Trong những năm qua, ta đã truyền dạy cho So He tất cả những gì ta biết. Cứ cách một thời gian, nó lại mang những kẻ bị con dối bệnh nguyền rủa về cho ta ăn. Từ khi không còn ai lại vãng tới đây thức ăn chưa bao giờ thiếu, quả là một sự an bài thần kỳ. Tôi đờ đẫn ngoái đầu nhìn yêu tích he, so he nước mắt rơi lã chả, chảy thành vệt trên khuôn mặt lem luốc. Những gì ta biết, chỉ có bấy nhiêu, rất tiếc vì không thể giải đáp cho anh nhiều hơn. Hôm nay gặp lại anh, ta rất vui, chân tướng của sự việc có lẽ rất khủng khiếp, không biết các người có chịu đựng nổi không? Các người có thể lựa chọn, trốn tránh hoặc đối mặt bà ơi, con muốn hiểu rõ chân tướng. yêu tách he lau nước mắt. con muốn tìm ra những kẻ đã đưa con tới đây. rõ ràng yêu tách he đã quá ngây thơ. rõ ràng tôi từng trải hơn nhiều. thì ra thân thế của nguyệt bính, sukino, kuroba và tôi, từ khi sinh ra đã liên quan đến nhau. bà lão nói đúng. có lẽ chúng tôi không thể chịu đựng nổi chân tướng của sự việc này. bà ơi, thế còn đứa bé mang khí màu đen là ai? Khi hỏi câu này, tôi vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ ly trầm A sẽ trả lời đó là Nguyệt Bính. Quý Khoa, tôi thở phào rồi lập tức suy đoán, số phận của chúng tôi đã gắn chặt với nhau, vậy thì Quý Khoa kiểu gì cũng sẽ phải xuất hiện. Vậy nguyên do gì khiến người này mãi chưa hiện diện? Lẽ nào hắn chính là kẻ đứng sau điều khiến tất cả? Quý Khoa trông rất kỳ lạ, tóc vàng kim, mắt xanh nhạt gần như màu trắng. Ồ, tôi đã biết quý khoa là ai rồi. Jack, Lee trầm A sinh vào thời Gauriel, chưa bao giờ gặp người Âu Mỹ, cũng chưa nghe thấy tên của người Âu Mỹ bao giờ, nên mới gọi Jack thành quý khoa. Theo dòng mạch này, tôi đã có thể khẳng định, gã đàn ông đen gầy đeo kính và gã đàn ông lùn béo chính là Doang và Okawa Yuji. Đầu óc tôi rối bù với vô số suy luận và dò đoán, lúc thì tôi cảm thấy hình như đã dò ra dòng mạch này, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi mạch suy nghĩ khác. Chi não tôi quay cuồng trong mớ bỏng bong, kêu lên ong ong như cỗ máy khô dầu. Đúng lúc này, yêu tích hè hét lên, bà ơi! Lúc này, tôi mới bừng tỉnh, nhìn sang thì thấy mái tóc bạc của ly trầm a vùn vụt dài ra như vô vàn con bạch xà quấn chặt lấy đường ống trên mái nhà, từ từ kéo căng. Đường ống bị xiết phát ra tiếng kêu răng rắc, rỉ sắt, nước thải đổ xuống rào rào, toàn bộ nóc nhà kêu lên treo treo. Cơ thể bị giam cầm trong khối thịt thái tuế của ly trầm A từ từ bị kéo lên cao. Bà gào thét thảm thiết, những sợi thịt nối liền cơ thể với khối thịt thái tuế bị kéo dài, nhỏ dần, nhỏ dần rồi đốt phạt. Cuối cùng xẹt một tiếng như xé vải, ly trầm A đã dứt mình ra khỏi khối thịt thái tuế, treo lùng lẳng trên mái tóc rũ rượi, cơ thể như một khối bùn nhão sau cơn mưa, máu thịt đầm đìa đám người trong khối thịt thái tuế choàng tỉnh, uốn éo chui ra ngoài, ngửa cổ há miệng uống máu. Khối thịt thái tuế lập tức đỏ ngầu, trên bề mặt nhăn nhúm nổi lên những đường gân xanh tím to bằng cánh tay, rung lên dần dật. Mặt đất như con thuyền trong sóng dữ, trồng chành dữ rồi. Ly trầm a quăng những lọn tóc bạc, đu người trên không trung, rồi bất ngờ buông tóc khỏi những ống nước, rơi thẳng xuống nền nhà như một khối bùn nhão ngay trước mặt chúng tôi bà ơi tôi và yêu tê he cùng hét lên ly trầm a cố ngóc đầu dậy đưa mắt nhìn chúng tôi dường như muốn nhổm dậy nhưng cơ thể nhão nhoét không chịu nghe lời để thoát khỏi thái tuế ly trầm a đã rằng kéo nát như thân thể không biết có sống nổi nữa không sống ngần ấy năm cuối cùng ta cũng có thể chết một cách tự do ly trầm a thì thào ta vui lắm yêu tách he tay chân luống cuống xé toạc quần áo băng bó những vết thương đang sôi máu khắp người bà ta rồi quay sang quát lên với tôi còn không mau lại giúp một tay tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mê vội đưa tay bịt lấy vết thương máu túa ra qua kẽ tay tôi nóng rồi lạnh dần nước mắt tôi bất giác ứa ra bất kể hai người lựa chọn thế nào cũng đều đúng cả giọng của ly trầm a à như hơi thở yêu tách hè ôm chặt lấy ly trầm A, gào khóc thảm thiết. Bất chợt, tôi nhìn thấy khuôn mặt già nua của ly trầm A đang biến đổi. Nếp nhăn nhanh chóng lặn vào trong da, sắc vàng sạm mờ dần, nhường chỗ cho sắc hồng nhuận. Thoáng chốc, xuất hiện trước mặt chúng tôi là khuôn mặt mịn màng, trẻ trung, tươi tắn của thiếu nữ 18. Những người trong khối thịt thái tuế đồng thanh gầm thét như thú dữ cả khối thái tuế bùng nhùng nhấp nhô như nồi nước đậu sôi. Khi tiếng khóc của yêu tích he chuyển sang nỉ non nức nở thì khối thái tuế ngừng sôi, những vết nứt hình tia chớp từ giữa tỏa ra bốn phía, rồi bục một tiếng, vỡ tan tành thành vô vàn miếng thịt khô quắt. Những người kia cũng bị xé nát theo thái tuế, mảnh vụn văng vãi khắp phòng. So he, tôi vỗ vào vai yêu tích he. Đừng chạm vào tôi. Đi thôi dù cô cứ ngồi đây khóc cả đời cũng vô ích tôi đứng dậy bước đi đúng vào khoảnh khắc này tôi đã hạ quyết tâm tôi phải điều tra rõ chân tướng của sự việc cho dù chân tướng này có khủng khiếp đến mấy nhưng ít ra tôi cũng chọn cách đối mặt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn